Cô gái uyển tinh này có nằm mơ cũng không nghĩ rằng ngày cô kết hôn cũng là ngày bố cô bị bắt giam vì phạm pháp. Đến người chồng cô yêu thương hết mực cũng nhẫn tâm bỏ rơi cô một mình với vô vàng sự phỉ báng của quan khách. Không những thế, cô gái còn bị chính em họ Trình Nguyệt gài bẫy ngủ cùng người đàn ông lạ, khiến cô mang danh ngoại tình để rồi bị chồng hủy hôn. Từ một thiên kim trong phút chốc lại trở thành trẻ mồ côi mất hết tất cả, cô bỏ xứ sang đất khách sinh sống. Thời gian cũng làm vơi đi vết thương lòng, sau 5 năm chữa lành, cô quyết định trở về cùng với cậu con trai khấu khỉnh. Hà Quyển Tinh, đợi con! Hà Quyển Tinh, mẹ làm con đau rồi. Mẹ đã bảo con bao lần rồi hả? Không được gọi Hà Quyển Tinh, phải gọi là mẹ. Đúng không nào? Vậy ba con đâu? Đợi đi. Lần này mẹ trở về chính là để tìm người đàn ông thôi. Ý mẹ là lần này trở về chính là tìm ba cho con. Vậy mẹ phải dịu dàng chút, đừng dọa ba chạy mất. Con nhóc thối này. Hoan nghênh thiếu phu nhân trở về. Là người Lục gia mà, lãnh đạo thế diện không hề bỏ rơi mình. Con là Phú Nhị Đại ạ. Người không liên quan tránh ra. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, mời thiếu phu nhân. Đây không phải là em họ sao? Chuyện gì thế này? Trí Diễn đâu sao không đến? Thiếu gia đến Thịnh Thế bái phỏng rồi ạ. Biết rồi, ta đi thôi. Hai người dám cặp kè với nhau sau lưng tôi, thật quá đáng mà. Đợi mẹ. Đi thôi. Xin nhường đường. Chào chú, con xin lỗi. Tiểu Cao, trợ lý Cố Yến. Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Đáng tiếc, có một người mẹ thô lỗ. Lục Trí Diễn, công tử Lục gia, đã đợi ở công ty rồi ạ. Tôi mới về nước, hôm nay đến Thịnh Thế làm quen với tình hình trước. Cố Yến, chủ tịch Thịnh Thế. Cậu lùi lịch hẹn với Lục gia lại đi. Vâng. Tiểu Cao, tôi bảo cậu điều tra về người phụ nữ 5 năm trước. Đã có tin gì chưa? Cô ta ạ, giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Biệt vô âm tín, tại quán bar của bản thân mà còn có thể mắc bẫy loại ám toán cấp thấp này. Tôi sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào liên quan. Tiếp tục điều tra. Vâng. Bao năm qua đi, vẫn không có chiếc xe nào đến đón mình. Không sao đâu ạ, chúng ta có thể gọi taxi. Chết rồi, sắp muộn cuộc phỏng vấn ở Thịnh Thế rồi. Chúng ta đi mau. Xuất phát. Dương chủ quản, chủ quản Thịnh Thế. Lý lịch này miễn cưỡng thông qua. Nhưng nhưng gì ạ? Các phương diện khác cũng cần phải thông qua. Ví dụ phương diện gì ạ? Làm việc ở Thịnh Thế, một tập đoàn lớn mạnh nhất đất nước này, làm việc không hề dễ dàng. Cơ thể cũng phải thông qua. Thơm thật. Cút sang một bên. Cơ thể thông qua. Cẩn thận tôi tiễn lão già háo sắc nhà ông đến cửa môn quan. Cẩn thận tôi đấy. Cô đừng mơ bước vào Thịnh Thế nữa. Tùy ông. Cái quỷ gì vậy chứ? Gì mà tập đoàn lớn nhất đất nước, nhân viên không phải xấu xa thì là ngu xuẩn. Ở đây rõ ràng không có ai mà còn chen chúc đợi thang máy ngoài kia. Tục ngữ nói không sai, người trên làm bậy, kẻ dưới tất làm càn. Chủ tịch Thịnh Thế sẽ không phải một lão già bụng phệ vô năng hối đầu đấy chứ. Không tuyển dụng mình, ai hiếm lạ tập đoàn đây. Một thiết kế đột phá. Xem lý lịch cô ta đi. Hạ Nguyễn Tinh. Cố tổng, cô gái này
Có vấn đề gì sao? Cô ta cho tôi một cảm giác rất quen thuộc. Nói với bộ phận nhân sự, cô ta được chọn. Còn nữa, điều tra cô ta. Alo, được tuyển rồi. Ngại quá, tôi không đi. Thật sự không suy nghĩ chút nào sao ạ? Hạ Quyến tin tôi, dù có nghèo chết hay từ đây nhảy xuống lầu, cũng không muốn kiếm cho tình thế mấy người một cách bạc nào. Hạ Quyến tin, con vừa hỏi Tiểu Hoa nhà bên cạnh, cậu ấy nói học phí mẫu giáo một năm 18, 19, 20 vạn. Đắt vậy sao? Đi học hay lên trời thế? Nuôi trẻ con vốn đắt vậy mà. Vì vậy mẹ mau đi tìm ba đi, để ba chia sẻ gánh nặng cho mẹ. Con đó, alo xin chào, cô còn đó không? Vừa nãy ý tôi là chỉ cần được vào thịnh thế, cho dù bảo tôi đi chết tôi cũng thấy xứng đáng. Đúng đúng đúng, mai tôi có thể vào làm luôn. Nhiều tiền như vậy con phải học hành cẩn thận biết chưa. Lại đây, có chăm chỉ học tập không hả? Cố tổng, đã tra ra rồi. Đúng như ngài dự đoán, tiểu thư Hạ Quyến Tinh chính là người phụ nữ ở Dạ Sắc năm trước. Giờ cô ta ở đâu? Hôm nay mở tiệc chào mừng, mọi người đều đi. Đi? Đi đâu? Mau nói. Dạ Sắc ạ. Ngài đi đâu vậy? Tìm người phụ nữ đó tính sổ. Nào, chúng ta cạn ly hoan nghênh người mới, hoan nghênh người đẹp. Cảm ơn mọi người, sau này còn phải nhờ mọi người chỉ giáo nhiều. Nào, uống rượu. Chủ quản, trước đây tôi đã đắc tội, ly rượu này tôi kính ngài. Đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua. Nhưng mà xin lỗi thế này có phải nên có chút thành ý không? Ngài nói rượu này không đủ đẳng cấp. Vậy ngài uống gì thì gọi đi ạ. Thế tôi không khách sáo nữa. Bottega Diamond. Chủ quản, rượu này 20 vạn một chai đó ạ. Có phải hơi quá với người mới không? 20 vạn một chai. 1, 2, 100 vạn. Không gì không tốt cả. Mọi người đều biết chứ, Hạ Quyển Tinh là phú nhị đại mà. Thật sao? Cô khiêm tốn quá đấy. Không không, tôi không phải. Sao không phải? Hạ Gia Dân Thành, thiên kim của Hạ Chấn Khải. Mọi người nghe qua chưa? Là người hào môn tự sát 5 năm trước sao? Tôi nghe tin tức rồi. Năm đó thiên kim Hạ Gia bị từ hôn. Lúc ba cô ta tự sát, cô ta còn ở trong quán Ba Sa Đọa. Hình như chính là ở đây. Cô là thiên kim Hạ Gia? Tôi không phải. Vậy có phải đêm đó cô đi tìm trai bao không? Tình một đêm ở quán ba, không phải toàn ngủ cùng trai bao à? Lúc trước tôi thấy cô ta nghi thơ lắm mà, không ngờ lại biết chơi như vậy. Tối nay cô là nhân vật chính, sao có thể đi chứ? Mấy người đừng bắt nạt người mới nhé, đừng hóng hớt nữa. Dân dân dân. Ông cố ý? Sao có thể nói vậy? Tôi đây lúc nào cũng quan tâm người mới hết. Quá đơn 100 vạn tối nay là tôi đặc biệt gọi cho cô đấy. Đủ cho thể hiện của thiên kim cô chưa? Dù Hạ Gia đã tàn lụi, nhưng cũng không đến mức không có tiền thanh toán đấy chứ. Cô chỉ cần bồi tôi đêm nay, số tiền này tôi trả. Cô, tôi chỉ nhắc nhở cô đừng trốn thanh toán. Sao cô dám động tay? Chỉ nhắc lại chút chuyện khi xưa thôi mà, có cần phải thẹn quá quá giận không vậy? Thật thô lỗ, đừng nghĩ đánh vậy là không phải thanh toán. Hóa đơn hôm nay cô phải trả. Trốn trước mặt nhiều người như vậy, về sau cô sẽ không trụ nổi ở công ty đâu. Mất việc là chuyện nhỏ, nói không chừng còn dính đến cảnh sát nữa. Ai nói tôi trốn? Tôi đi vệ sinh thôi. Chính là ở đây.
Tìm thấy anh rồi. Tìm thấy cô rồi. Buông ra. Cô. Buông tay ra. Không phải chứ, tôi có quen cô à? Đứng yên đó cho tôi. Làm gì vậy? Cô làm gì vậy hả? Là anh sao? Là anh sao? Không nhớ tôi. Cô là ai chứ? 5 năm trước tại đây. Ở phòng bao bên trên. Cô đó. Đêm hôm đó cô cũng điên cuồng phết. Tôi giết anh. Cô có bệnh à? Đừng tưởng tôi không biết anh là ai. Tôi là ai? Tôi là tập đoàn Thịnh Thế. Trai bao, đúng không? Không phải bán thân thôi à? Cô nói linh tinh gì thế hả? Tôi linh tinh, không phải chứ? Nhìn rõ cho tôi. Toàn bộ những thứ cô nhìn thấy ở đây đều là do tôi quản lý. Cô nói xem tôi là ai? Tôi biết mà. Họ không hề du quan cho anh. Không chỉ là trai bao, anh còn là trai bao đầu bạn. Đầu cô có bệnh à? Cô bị điên hay giả ngốc vậy? Tôi là ông trời của anh. Chính vì việc anh làm mà đời này tôi bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Tôi giết anh. Cô nghĩ lại đi. Đêm hôm đó là cô chủ động vào phòng tôi. Trai bao chết tiệt. Anh làm mà không đeo bao. Anh có đạo đức nghề nghiệp không vậy? Hại tôi và Trí Diễn không còn khả năng quay lại. Hại thanh danh tôi bị hủy hoại. Hại tôi làm mẹ đơn thân 5 năm nay. Không phải. Chị gái à, chị căng vậy làm gì? Tôi sẽ khiếu nại anh. Đợi quản lý đến đây. Cứ đợi mà bị đuổi việc đi. Được. Cô khiếu nại tôi. Ai bị khiếu nại người đó sẽ làm cháu. Không phải chứ. Vừa nãy cô tức giận như vậy. Lẽ nào cô mang thai con tôi rồi? Mặc dù đã đáp ứng lặt lạc sẽ tìm ba cho nó, nhưng nếu đối phương là trai bao thì thà không có người ba này còn hơn. Cô thật sự mang thai con tôi à? Mơ đẹp nhỉ. Tôi sợ mắc bệnh thôi. 5 năm trôi qua rồi. Giờ cô sợ có phải hơi muộn không? Hôm nay tôi phải đập vỡ bát cơm của anh. Đến không thể hại con gái nhà lành nữa. Nhìn bộ dạng của cô ta, có vẻ người đêm đó tính kế mình không có cô ta. Nhìn gì mà nhìn? Đợi giám đốc của anh qua đây, tôi sẽ khiến anh cút. Cô bảo hắn đến đây đi. Tôi cầu còn không được. Cứng miệng lắm. Điện thoại. Alo chủ quản. À Nguyễn Tinh, mọi người muốn về rồi. Cô mau qua đây. Thanh toán đi. Tôi... Sao vậy? Chị gái có rắc rối gì à? Người đàn ông này hại mình như thế. Vì 20 vạn tiền học phí cho con, mình phải ngậm đắng nuốt cay. Mà anh ta lại tiêu dư tự tại đến vậy. Một chút trách nhiệm cũng không có. Xin chào, tôi là người phụ trách giả sát. Xin hỏi bên trong cần giúp đỡ gì không? Không cần, không cần. Ngại quá, làm phiền rồi. Dạ vâng. Không phải chứ, cô lại tính giở trò gì? Chuyện hôm nay ấy, không tính toán với anh nữa. Nhưng anh phải bồi thường cho tôi. Tôi bồi thường? Bồi thường kiểu gì? Bây giờ một ngày anh kiếm được bao nhiêu tiền? Nói. Muốn tiền chứ gì? Từ từ rồi nói. Mau nói. Tôi kiếm tiền tính theo tiếng. Một tiếng 1000 vạn. Gì cơ? Thân thể anh đáng tiền vậy à? Tôi bảo rồi, tôi không phải trai bao. Cô có thể tôn trọng tôi chút không? Rồi 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 rồi. Trai bao ấy cũng cần mặt mũi mà. Thỉnh thoảng phét lát tí cũng không sao. Như này đi, tôi cũng không cần nhiều đâu. Bắt đầu từ tối nay, tiền anh kiếm được trong một tháng phải chia cho tôi một nửa. Tiền tôi kiếm được một tháng chia cô một nửa? Cô nghĩ đẹp thế, dựa vào gì chứ? Muốn quỵt hả? Anh nói xem người 5 năm trước có phải anh không? Cô đã nói đến chuyện này, tôi cũng phải hỏi cô đây. Sao cô nhận ra tôi được? Muốn người không biết, trừ khi đừng làm. Cái này. Vậy là cô cũng không biết tôi trông ra sao? Đèn tối quá tôi có thể thấy gì chứ? Nhưng giờ nhìn kỹ thấy anh cũng được đấy. Chả trách lại đứng đầu bảng. Được rồi, cô im miệng đi. Tiền tôi có thể đưa. Nhưng mà... Không có nhưng mà. Lấy điện thoại ra đây. Điện thoại tôi. Tin cá nhân của tôi.
Tôi lưu số điện thoại rồi, đừng có trốn. À, đúng rồi, đưa thu nhập tối nay của anh cho tôi. Đợi đã, không phải cô bảo tôi là trai bao sao? Hôm nay tôi vừa mới đến, đã bị cô kéo vào phòng này rồi. Cô nhốt tôi lại đây, tôi còn chưa mở hàng đâu, tiền ở đâu mà đưa cô được? Vậy, cái đó... Hay là vậy đi, cô bao tôi, chúng ta ấy trước lạ sao quen. Lần này tôi lấy nửa giá. Đồ lưu manh. Tôi lưu manh chỗ nào? Tôi đang kiếm tiền cho cô đó thôi. Kiếm tiền của tôi rồi lại đưa cho tôi? Anh nghĩ tôi ngốc hả? Cô không ngốc hả? Đừng có đánh đuổi lên tôi. Tránh vậy thì đi tìm phú bà đi. Được được, giờ tôi qua đó thanh toán. Chỉ có thể rút hết tiền thẻ tín dụng rồi. Làm việc chăm chỉ vào, nhớ đúng hạn gửi tiền cho tôi đó. Coi như tôi hiểu rồi. Cô hào phóng, nhưng tôi thanh toán. Cô mời đồng nghiệp uống rượu đắt tiền, còn tiền thì để tôi trả sao? Tôi cũng bị bẫy thôi mà. Tập đoàn Thịnh Thế lừng danh đến thế mà tuyển toàn mấy người đâu đâu. Chị gái à, chị nói là tập đoàn Thịnh Thế đứng đầu dân thành kia sao? Chuyện này không liên quan đến anh, không nói nữa. Sáng mai chủ tịch mới nhận chức của bọn tôi sẽ đến. Chăm chỉ kiếm tiền đi, đừng quên gửi tiền. Ngày mai gặp. Cố tổng, Lục Ký Diễn lại gọi điện hẹn gặp mặt ạ. Mai là ngày tôi chính thức nhận chức, cũng nên tiếp quản công việc rồi. Bảo cậu ta mai đến Thịnh Thế. Sao còn chưa đến? Tôi nói mọi người nghe, nghe nói cố tổng mới đến, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, hơn nữa vẫn còn độc thân, là người chồng quốc dân, hạng thật giá thật đó. Tôi nghe hiếu kỳ lắm rồi đây. Sao cái này khó lấy thế? Chủ tịch. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi chủ tịch. Hà Quyển Tinh, cô làm gì vậy hả? Mau xin lỗi chủ tịch đi. Xin lỗi chủ tịch. Đây là nhân viên mới, vẫn chưa được đào tạo. Hôm nay là ngày đầu tiên cố tổng đến công ty. Cô chào đón kiểu gì vậy hả? Nhìn bộ dạng hậu đậu của mình đi. Không muốn làm nữa sao? Còn không phải do ông ở đó dọa tôi sợ. Chuyện gì khiến cô ta gấp gáp đến vậy? Hà Quyển Tinh, lá gan cô không nhỏ ha. Cô dám nói dối trước mặt chủ tịch, còn đổ trách nhiệm lên người tôi. Cố tổng, công ty có loại nhân viên vô lễ như cô ta là lỗi của tôi. Giờ tôi sẽ đuổi cô ta đi. Chết rồi, mấy bát cơm rồi. Ông già kia, hổ giả. Hổ giả, hổ quy. Sao chủ tịch lại giúp mình? Ông Dương chủ quản bộ phận nhân sự. Dương chủ quản, tôi đang ở đây. Ông phô trương dạy bảo như vậy là cho ai xem? Cố tổng. Không đúng. Sao giọng nói này nghe quen vậy? Đừng động, đeo thẻ nhân viên lên. Chú ý lễ nghi. Thẻ nhân viên gì? Đây là thẻ học sinh của con tôi. Dạ vâng, cố tổng. Vừa nãy xin lỗi ngài. Cố tổng, xin lỗi. Tôi không có ý ở trước mặt ngài ra qua gì đó đâu ạ. À, lần sau chú ý. Dân, Tiểu Cao, đi thay đồ. Dân. Xin lỗi ngài. Xin lỗi, xin lỗi. Ngày mai bỏ hết mũ xuống, chú ý tác phong. Vừa nãy dọa tôi sợ chết. Trời ạ. À. Đi làm việc đi, đi làm việc đi. Trời đất ơi. Cô ở lại. Chủ tịch mới đúng là kiêu ngạo. Xin hẹn bao nhiêu lần mới có được một cơ hội gặp mặt. Về sau cô nhớ cẩn thận đấy. Người đó giống Hạ Quyển Tinh vậy. 5 năm qua không phải vì mất mặt nên cô ta chạy sang thành phố khác sinh sống rồi sao? Không cho đi cùng thì thôi. Dựa vào gì tôi phải đi theo? Một đám người lẻo đẻo theo sao? Cứ như thế dám cung nữ vậy. Nhưng cố tổng này có vẻ không xấu xa lắm. Chỉ là giọng nói đó rất quen. Trai bao. Một người là chủ tịch cao cao thượng thượng, một người là trai bao bán thân kiếm sống. Không thể nào, không thể nào. Nhưng giọng nói giống nhau như vậy, phải gọi điện kiểm tra mới được. Xem trai bao có đang chăm chỉ kiếm tiền không. Như vậy mình mới không nghi ngờ hai người này là một nữa. Thật sự là cô Hạ Quyển Tinh. Alo, tiên sinh, anh nhận nhầm người rồi. Quyển Tinh. Được rồi, tôi là Hạ Quyển Tinh đó, được chưa? Là người năm đó bị anh tự hôn, hài lòng chưa?
Cô nổi giận làm gì? Sau chuyện đó tôi đã đi tìm cô, nhưng cô thì sao? Lại chạy đi làm bậy với người đàn ông khác, một đêm phong lưu. Anh có đi tìm tôi? Đúng. Hôm đó ở hôn lễ tôi quá kích động. Tôi không nên vì sự việc của ba cô mà bỏ cô lại. Nguyễn Tinh, trong lòng tôi vẫn có cô. Anh... tôi sẽ không chê loại giày rách như cô đâu. Tôi chê anh bẩn mới đúng. Đây là thiệp mời kết hôn của anh và Trình Nguyệt à? Thì ra hai người vẫn chưa kết hôn. Sao? Đến mời tôi để uống rượu mừng hả? Cái này không phải cho cô, đây là cho cố tổng. Vậy hôm nay anh đến là muốn tôi làm tình nhân của anh? Sao nói khó nghe vậy? Hạ Quyển Tinh, tôi là cho cô cơ hội. So với việc cô đơn một mình thì không bằng làm tiểu tình nhân của tôi đi. Chúng ta sẽ trở lại như xưa. Đừng tự mình đa tình nữa. Đúng lúc tôi có việc tìm cố tổng, đi cùng đi. Cô vẫn như xưa, miệng cứng tim mềm. Vào đi. Nữ nhân thối, dám cướp máy mình. Gọi điện cho tôi làm gì? Là cô gọi cho tôi trước. Sao giờ nãy là cướp máy? Sao tôi phải giải thích với anh? Đừng có nhầm lẫn. Tôi là chủ nợ của anh đấy. Giờ anh đang ở đâu? Đang làm gì vậy? Tôi có thể làm gì? Tất nhiên tôi đang đi làm. Anh biết không? Vừa nãy tôi sợ lắm luôn. Tôi còn suýt tưởng tôi gặp anh ở Thịnh Thế cơ. Nhưng mà công việc của anh không phải toàn làm đêm sao? Tôi nói rồi, tôi không phải trai. Không phải vì bồi thường cho tôi nên anh mới tăng ca đó chứ. Làm việc ngày đêm như vậy, cơ thể anh chịu nổi không? Quan tâm tôi à? Tôi chỉ quan tâm phiếu cơm định kỳ của mình thôi. Nếu cơ thể anh bị hư nhược thì làm sao đây? Im miệng đi. Vậy đi, tối nay đến giả sắc, tôi đem cho anh một món đồ tốt. Cô giờ đang ở đâu? Tôi á, đang đi làm. Tôi hỏi cô ở công ty đang ở vị trí nào? Tôi đang đứng trước cửa phòng chủ tịch. Sao vậy? Anh hỏi cái này làm gì? Không cần tối đâu. Đồ gì vậy? Giờ cô mang qua cho tôi luôn đi. Không phải chứ. Ý anh là sao? Anh bảo tôi xin nghỉ đến đưa đồ cho anh. Bị trừ tiền đó. Không cần cô xin nghỉ. Giờ cô nhìn thẳng về phía trước. Chị gái ngốc nghếch à, hôm nay tôi sẽ cho cô thấy một... Đằng trước chỉ có phòng làm việc thôi mà. Nguyễn Tinh, cô gọi điện cho ai vậy? Thân mật như vậy. Liên quan gì đến anh? Không phải thằng trai bao năm năm trước đấy chứ? Tôi cứ muốn quản đấy. Đừng động, trả điện thoại cho tôi. Trả lại cho tôi, buông ra. Ai vậy? Sao thô lỗ thế? Cố tổng. Không thể nào. Cố tổng không thể thô lỗ như vậy. Cũng đúng. Buông ra, cha nam đáng chết. Tôi biết. Trong lòng cô còn có tôi. Người trong lòng tôi ở đây này. Vừa nãy anh nói nhìn thẳng là có ý gì? Alo. Dám tắt máy tôi. Anh duy trì khoảng cách đi. Ở công ty mà dám công khai ôm ấp đàn ông, còn ra thể thống gì nữa? Trêu qua ghẹo nguyệt. Tiểu Cao, cậu qua đi. Tôi cảnh cáo anh, về sau đừng có đứng núi này trong núi nọ. Nếu còn dám linh tinh, cẩn thận tôi gọi điện thoại cho em họ tôi, vị hôn thê của anh đó. Nguyễn Tinh, câm miệng, đừng làm phiền đến cố tổng. Cố tổng, ngài ở trong không? Hà tiểu thư, đừng gõ nữa. Hôm nay cố tổng không tiếp khách. Tôi là Lục Trí Diễn, Lục gia. Hôm nay tâm tình cố tổng chúng tôi không tốt, vì vậy đã hủy hẹn ạ. Còn cô nữa hả tiểu thư? Cố tổng nói, với biểu hiện hôm nay của cô ở đại sảnh, quyết định chuyển cô đến bộ phận vệ sinh, làm từ dưới làm lên. Cái gì? Ông chủ, chính là bên ông có loại thuốc đó không? Cô gái, thuốc đó là thuốc nào? Thuốc bổ thận. Cô gái, cô tìm đúng nơi rồi. Đây toàn bộ là thuốc do tổ tiên bí truyền lại đó. Thuốc bổ thận. Bao tiền thế? Không đắt, 5.000. Vậy mà bảo không đắt. Đắt vậy tôi không mua đâu. Đợi đã, đợi đã. Này à,
Ta đây tính đi tính lại trong một phút, quyết định làm trái với quy định tổ tiên, 500 tệ bán cho cô. Thật sao? Gói hết lại đi. Có rồi. Trai bao, tối nay gặp ở Dạ Sắc. Nhìn cái đức hạnh của anh kìa, giống khách hơn cả khách đấy. Tìm tôi có việc gì? Tôi đến là giám sát anh hôm nay kiếm được bao nhiêu. Trong mắt cô chỉ có tiền thôi à? Anh biết tôi khó khăn như nào không? Hôm qua không phải kể với anh dù chủ tịch mới nhận chức sao? Anh ta chính là một tên ác bá vui buồn thất thường. Vậy tên ác bá đó hắn ta nói gì? Hôm qua tôi chỉ bất cẩn làm rơi thẻ nhân viên, sau đó anh ta nhặt lên hộ tôi, rồi hạ chức hạ lương tôi luôn, còn phạt tôi đi dọn vệ sinh, quá đáng không? Anh nói xem. Tôi đoán tên chủ tịch đó 80% là tên tâm lý biến thái dặn dẹo. Cô nói đủ chưa? Sao cô không tự nhìn lại bản thân mình đi? Tôi thì có vấn đề gì? Tôi rất tốt mà, vấn đề gì đâu. Không đúng nha. Tôi nói chủ tịch của tôi. Anh tức giận vậy làm gì? Cô muốn chết. Tôi biết rồi. Hay là anh tưởng tôi vì ép anh nên mới bịa chuyện? Tôi không có vô đạo đức đến thế đâu. Cho dù tôi có khó khăn thì vẫn mua quà cho anh nè. Mau cảm ơn tôi đi. Xem ra cô còn có lương tâm. Chị gái à, mau giải thích rõ cho tôi, đây là thứ gì hả? Tôi bảo sẽ mang thứ tốt cho anh mà. Thuốc bổ thận. Hiểu anh lắm đó. Tôi thật sự cảm ơn cô. Cô đúng là có tâm. Tôi không uống. Anh thật là, sao không có chút cầu tiến gì thế? Đúng, anh đang ở đầu bảng. Nhưng thị trường biến quá khôn lường. Nhớ ngày đầu đó từ đâu dễ ra một nhóc đẹp trai hơn thì sao? Cô chê tôi già. Nếu vậy thì hết cơ hội phát triển luôn đấy. Ngành nghề này của anh chính là dựa vào tuổi trẻ để kiếm cơm. Giờ anh không nỗ lực thì sao già rồi anh tính thế nào? Đừng uống nữa. Uống thuốc đi. Đêm nay tìm một phú bà. Thận của tôi rất tốt, vô cùng tốt. Tôi không cần cái này. Hơn nữa, 5 năm trước không phải cô trải nghiệm qua rồi sao? Lúc đó đúng là rất được. Nhưng đã qua bao năm rồi, ai mà biết thận anh có bị hư nhược không. Dù sao thì thanh sắt cũng có thể mài thành kim mà. Cô hoài nghi thể lực của tôi. Tôi đang quan tâm anh. Tôi còn mua thuốc cho anh nữa kìa. Anh nên báo đáp tôi mới đúng. Như vậy mới được chứ. Chăm chỉ uống thuốc rất có lợi cho sức khỏe. Làm gì vậy? Thử hiệu quả của thuốc. Tôi là chủ nợ của anh. Anh không thể chiếm tiện nghi tôi. Tôi cũng không có tiền cho anh. Không có tiền cho tôi cũng không sao. Không phải cô bảo tôi nên báo đáp cô à? Tôi miễn phí cho cô. Không cần. Nếu anh muốn báo đáp tôi, vậy chuyển tiền đi. Cô thật sự không muốn thử sao? Quả nhiên là một tên lão làng. Nguy hiểm quá đi. Chai rượu 20 vạn. Anh gọi rượu đắt như này tận 3 chai. Rất lãng phí đó. Khách tặng. Bảo sao anh lại nhiều tiền đến thế? Bố bà nói hôm trước ngủ chưa? Tôi từ chối rồi. Người đó hơn 60 tuổi, hơn 100 kg, sẽ xảy ra án mạng đó. Nhưng có rất nhiều tiền. Quá lãng phí. Tôi nhớ anh có cơ bụng 8 múi mà. Không dễ chết thế đâu. 5 năm rồi, chuyện này cô nhớ rõ nhỉ? Bỏ ra. Không bỏ. Anh, nếu còn không buông, tôi sẽ khiếu nại anh. Cô khiếu nại đi, mau khiếu nại đi. Cô khiếu nại tôi rồi, tôi không còn cách nào kiếm tiền cho cô nữa cả. Mau đi đi, cửa ở đó, đi đi. Anh. Nhưng mà lại nói, cô thật sự không muốn cảm nhận lại chút cơ bụng anh đây sao? Alo, bảo bối.
Nam bảo bối, Nguyễn Tinh, Nguyễn Tinh, thẻ học sinh của con không thấy. Ở chỗ mẹ đây. Vậy bao giờ mẹ mới về nhà? Đừng quên giờ cấm cửa của Hạ Gia là 12 giờ đấy. Mẹ biết rồi, mẹ sẽ về sớm. Bảo bối gì cơ? Anh cũng đâu có biết. Nam bảo bối. Về thôi. Cô có đàn ông khác mà còn muốn lấy tôi, còn muốn tôi chuyển tiền. Bảo bối đó nhà cô, không có bản lĩnh đấy à? Lạc Lạc vẫn còn nhỏ mà. Nào thằng bé lớn nhất định sẽ có tiền đồ hơn tên tra bao nhà anh. Đừng quản, nhớ đúng thời hạn chuyển tiền là được rồi. Tôi không chuyển. Ai mà biết cô có lấy tiền mồ hôi nước mắt của tôi đi nuôi tên bảo bối đó không? Này, sao anh không nói lời giữ lời thế? Tôi cứ không giữ lời đấy. Không giữ lời thì sao? Giữ lời thì có cơm ăn không? Tôi cứ không giữ lời đấy thì sao? Tôi nói cô biết, nếu cô còn muốn tôi chuyển tiền cho cô thì cô với tên bảo bối đó say goodbye. Trai bao thối. Vì tiền mình chỉ có thể cúi đầu thôi. Đừng kéo tôi. Tôi biết rồi mà. Ngồi ngồi ngồi, bớt nóng đi nha, bớt nóng. Tôi biết rồi. Tôi đồng ý với anh. Về sau ấy, tôi chỉ có duy nhất một tấm phiếu cơm là anh thôi. Cô không nói dối chứ? Tôi thề, thật đó. Nhặt thẻ nhân viên lên đi. Sao lại rơi ra rồi? Y hệt như tên cố tổng biến thái của chúng tôi. Mù như nhau, đây đâu phải thẻ nhân viên. Thứ nhất, cố tổng không phải biến thái. Thứ hai, đây không phải thẻ nhân viên thì là gì? Đừng xem. Tại sao không thể xem? Bảo anh đừng xem thì đừng xem. Cô không cho tôi cứ muốn xem ấy. Làm gì vậy? Trả tôi, trả tôi. Trả cho tôi. Xem xong tôi sẽ trả. Trả tôi. Trả tôi. Xem xong rồi trả. Xem xong tôi nhất định trả mà. Xem xong đã. Nhìn chút thôi. Đi đây. Xem xong rồi tôi trả. Chuyện gì vậy chị Lý? Chị tìm tên kia à? Hình như đi nhầm phòng rồi. Có lẽ vậy. Nhìn đôi tình nhân kìa. Tình thú phết ha. Đi thôi. Các cô ơi đừng đi. Gọi ai là cô hả? Là chị gái. Chào các chị. Hai người đến đây là đi tìm thú vui đúng không? Vậy mọi người đến đúng chỗ rồi. Hai người không phải một đôi à? Tất nhiên không phải rồi. Có đôi tình nhân nào mà nửa đêm nửa hôm lại đến quán bar không hả? Tôi giống mấy chị cũng đến tìm trai bao. Cô, các chị ngồi đi. Chúng ta giao lưu chút. Câm miệng. À, cho mấy người đấy vào. Câm miệng đi. Đây là phòng tôi bao. Nghĩ đến cái này đi. Nghĩ đi. Là tiền cả đấy. Im miệng. Không đi. Đừng chạm vào tôi. Đừng chạm. Em gái, ánh mắt không tồi. Tướng mạo này, ngoại hình này, cực phẩm. Hoàn toàn không giống ngoài kia. Đây là do tôi tuyển chọn mà. Nhất định là cực phẩm rồi. Nhà đầu, trai bên ngoài nhiều lắm. Cô cầm số tiền này rồi ra ngoài tìm mấy anh khác đi. Để cậu trai này lại cho bọn chị. Hạ Quyển Tình. Không được. Tuyệt đối không được. Tôi phải bỏ rất nhiều tiền mới bao được người này. Phải thêm tiền cho tôi. Cô bị điên à? Anh phối hợp chút đi. Các chị gái, tôi thay các chị thử qua rồi. Hương vị này không tồi đâu. Chị Lý, hôm nay nhất định phải bao được cậu trai này. Nhà đầu, cô đã giá bao nhiêu? 5 vạn. 5 vạn. Chỉ dựa vào gương mặt nghèo này mà có 5 vạn để chơi đàn ông. Đây là tôi nhịn ăn nhịn uống hẳn 1 năm mới đặc biệt bao được anh ta. Anh ấy không phải người bình thường đâu. Anh ấy chính là đầu bảng của quán bar này. Nam Dương. Nhìn đi, khối cơ bụng 8 múi này thật là đầy tay. Hạ Nguyễn Tình, cô nói linh tinh gì vậy hả? Hôm nay một giá thôi, 50 vạn. Nam Dương này tôi muốn thành giao. Giá gấp đôi rồi đấy. Mau cút. Mau đi mau đi. Đừng làm chậm trễ chị em tôi. Nói chuyện với cậu chàng trai đẹp này. Xem như cô còn lương tâm. Hai người cứ từ từ tận hưởng. Dám đi cô sẽ chết chắc. Nếu cô dám đi, hôm nay cô chết chắc. Bồi bọn họ tốt vào. Cô, cậu đẹp trai, nào nào, mau ngồi đi.
Không phải, đợi đã. Cậu trai trẻ, cậu có hét cũng vô dụng thôi. Tôi cậu ngoan ngoãn phục tùng chúng tôi đi. Chúng ta nam nữ thụ thụ bất thân, các cô không thể như thế. Mấy người nhìn ở đâu vậy? Đừng nhìn nữa, biết tôi là ai không? Đừng vậy mà chị gái ơi. Chị gái xinh đẹp, buông tôi ra. Chị gái xinh đẹp, các chị không thể đối xử với tôi như vậy. Nhà hàng lần trước không tồi. Hay là hẹn vài đồng nghiệp đi. Hả? Trộm lười biếng hả? Bây giờ làm việc đấy. Bảo Lâu Sàng đi. Phát ngốc ở đó. Không biết anh ta thế nào rồi. Nghe nói phụ nữ 30 như sói, 40 như hổ, 50 chắc còn quá hơn. Đây một phát hai người, anh ta trụ được không? Sớm biết vậy đã mua hai lọ bổ thận rồi. Nghe gì chưa? Hình như đêm qua Cố tổng ngộ độc thực phẩm, nửa đêm phải vào bệnh viện. Không phải chứ? Chả lẽ đối thủ hạ thuốc? Đều tại Cố tổng của chúng ta quá ưu tú. Ông trời có mắt, ai bảo anh dám phạt tôi? Đáng đời. Nguyễn Tình, nay mẹ có chuyện vui ạ? Người bắt mẹ làm lao công hôm nay đã phải đền tội rồi. Chú cảnh sát bắt người kìa mẹ. Đồng chí cảnh sát, người này phạm tội gì thế? Ông ta bán thuốc giả. Nói cái gì mà thuốc bổ thận, hóa ra chỉ là thuốc sổ. Giờ còn có người tin loại chuyện này nữa à? Chờ đã, không phải là... là ông. Vậy mà là ông? Sao có thể như vậy hả? Ông lừa tôi. Thưa cô, xin cô đừng động tay động chân. Ông ta lừa tôi. Xin cô cứ giao cho chúng tôi giải quyết. Chú cảnh sát, con xin lỗi. Nguyễn Tình nhà con không hiểu chuyện, gây phiền phức cho mọi người rồi. Không sao đâu bạn nhỏ, hãy đưa mẹ con về nhà đi. Đi thôi mẹ, đừng làm phiền chú cảnh sát bắt người xấu. Trai Bao bị mình hại thảm rồi. Trai Bao đâu? Xin chào. Chỗ này hôm qua có xảy ra chuyện gì hay không vậy? Không xảy ra gì cả, nhưng hôm qua ông chủ của chúng tôi rất tức giận. Giám đốc bị gọi qua, mặt mũi trắng bệch luôn, cứ như xảy ra án mạng vậy. Người phụ nữ đó hơn 60 tuổi, hơn 100 kg, sẽ xảy ra án mạng đó. Nói gì mà thuốc bổ thận chứ, là thuốc sổ thôi. Quả nhiên xảy ra chuyện lớn rồi. Rốt cuộc do mấy người phụ nữ đó quá đói khát hay là do thuốc sổ quá mạnh? Cho dù là nguyên nhân nào, mình cũng chính là thủ phạm. Người đầu bảng đó của mấy người giờ ra sao rồi? Đầu bảng gì cơ? Chết, quên không hỏi tên anh ta. Chính là người kiếm nhiều tiền nhất trong một đêm ở chỗ các anh. Kiếm nhiều tiền nhất là ông chủ chúng tôi. Không phải ông chủ, chính là nhân viên đầu bảng được hoan nghênh nhất ở chỗ các anh đó. Có phải cô hiểu nhầm gì rồi không? Nhất định phải để tôi nói thẳng ra hay sao? Được, chính là Trai Bao được hoan nghênh nhất ở đây. Người đâu? Cô nói gì vậy? Quán bar chúng tôi làm ăn liêm chính, tất cả đều hợp pháp, tuyệt đối không có loại phục vụ đó. Không có Trai Bao? Chưa từng có. 5 năm trước cũng không có. Không có. Sao có thể? Tôi, hôm qua tôi còn ở đây kéo khách cho anh ta mà. Thưa cô, đấy là phạm pháp. Trai Bao của quán các người mà, giờ lại nói tôi phạm pháp. Các người tụ tập gì thế hả? Dọn xong hết chưa? Giám đốc, cô ấy du quan trong quán bar chúng ta, kinh doanh đào. Cô ta cứ nói ở chỗ chúng ta có Trai Bao tiếp khách. Thưa cô, bịa đặt phải chịu trách nhiệm pháp luật. Tôi không bịa đặt. Tôi đã gặp anh ta 3 lần trong quán bar này mà. Chúng tôi làm ăn hợp pháp, không có Trai Bao. Như cô đây nói, cô đang làm tổn hại đến thanh danh giả sắc. Hay là như vậy đi, chúng ta đi xem camera. Lẽ nào cô là gián điệp thương mại? Không phải, tôi chỉ muốn biết giờ Trai Bao đó ra sao rồi thôi. Không có ý gì khác. Vậy cô gọi điện hỏi hắn ta là được rồi. Đúng hả, xem tôi này. Alo, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Nhờ phúc đức của cô, tôi xuất viện rồi. Không sao là tốt, không sao là tốt. Cô vẫn biết nhớ đến tôi à? Cảm ơn nhiều lắm. Tôi xin lỗi mà. Nhưng mà hôm nay tôi đến chỗ anh làm, họ nói không có người như anh, còn nói giả sắc, không có phục vụ kiểu của anh. Cô bị điên à? Tên Trai Bao nhà anh, sao còn học được cách mắng người thế hả? Làm gì vậy? Tôi đây hiểu rồi. Thì ra cô và hắn ta ở đây giao dịch phạm pháp. Khốn nạn, anh và đồng bọn của anh đang phạm pháp đấy. Tôi sẽ báo cảnh sát. Đừng. Đừng đi mà, có gì chúng ta thương lượng. Không thương lượng gì hết. Ngài ngồi đi, đừng tức giận nữa. Đến giả sắc. Ngài ngồi, bất giận. Bất giận đi mà, ngài bất giận đi. Bất giận nha.
Chuyện này chắc là hiểu nhầm ở đâu rồi. Chúng ta nói rõ là được. Dạ sát là khu vui chơi nổi tiếng nhất nhì thành phố này, giờ lại bị cô và tên đàn ông vô liêm sĩ kia biến thành nơi giao dịch bất hợp pháp. Tôi nói sao với cấp trên đây? Cấp trên? Ai vậy? Là sếp lớn của chúng tôi. Hôm nay xuất hiện hai người phụ nữ lạ mặt. Ông chủ đã rất tức giận rồi. Nếu giờ ông chủ biết chuyện của cô, chức vị giám đốc này của tôi còn giữ được không hả? Không sao, tôi sẽ nói chuyện với sếp các anh. Đồng bọn như cô xứng nói chuyện với cố tổng à? Sao trùng hợp vậy? Giống chủ tịch của mình cũng họ cố. Không được, tôi phải báo cảnh sát quét sạch mấy người đi. Chúng ta nói chuyện đã. Ngài xem, chuyện này nhất định có hiểu nhầm. Nói rõ mọi chuyện rồi báo cảnh sát cũng không muộn mà. Cô còn muốn xảo biện gì nữa? Đầu tiên, tôi không phải đồng bọn gì đó. Tôi cũng chỉ trùng hợp gặp tên trai người đàn ông đó ở kia thôi. Vì vậy hắn ta ở đây. Cái đó tôi đâu có nói vậy. Hắn ta bán mà cô thì bị lừa. Cũng không phải. Không phải cô bảo vệ hắn ta như vậy, không phải yêu tên đàn ông phong lưu đó rồi chứ? Tôi yêu tên đó hả? Chuyện cười kinh dị. Tôi thấy hai người là đồng bọn thì có. Đừng phí lời, tôi sẽ báo cho đội triệt phá mại dâm. Đừng. Ngài đừng có gấp. Bây giờ tôi sẽ gọi điện bảo anh ta qua đây. Chúng ta cùng nhau giải thích được không? Giải thích cái gì hả? Trai bao. Cố tổng. Cố tổng, sao hôm nay ngài lại rảnh rỗi tới đây? Ông gọi anh ta là gì? Mấy người ở đây làm gì hả? Cố tổng, cô đây nghi ngờ quán bar chúng ta có kinh doanh đào. Cố tổng yên tâm, tôi đã gọi điện cảnh cáo tên phần tử phạm pháp đó rồi. Phần tử phạm pháp, đúng. Cô ta và tên trai bao kia đáng ra phải đến đồn cảnh sát tự thú. Chúng tôi nhất định sẽ khiến đôi cậu nam nữ đó chịu hình phạt phạm luật. Trai bao, chuyện này là sao? Cô gọi linh tinh gì vậy hả? Đây là cố tổng. Ông hét cái gì? Cố tổng, người phụ nữ này không biết tốt xấu. Giờ tôi sẽ đi báo cảnh sát. Báo cái gì mà báo? Vì ý ngài là giờ nãy ông gọi điện mắng tôi đúng không? Tôi không dám. Có cho tôi 10 cái gan tôi cũng không dám. Khốn nạn, hành vi của anh và đồng bọn là phạm pháp. Giờ tôi sẽ báo cảnh sát. Chính ông nói vậy. Vậy đầu dây ban nãy là cố tổng sao ạ? Cố tổng, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi. Bên này. Xin lỗi cô. Xin lỗi cô. Không sao, không sao. Mau đứng dậy đi. Được rồi, cô đừng gây rối nữa. Được rồi, không còn gì thì làm việc đi. Dạ vâng. Làm việc đi, không sao, không sao. Làm gì vậy? Giám đốc, chuyện này là sao? Là tình thú giữa cố tổng và bạn gái thôi. Trai bao, chuyện vừa nãy là sao? Bọn họ gọi tôi là cố tổng. Cô nói xem. Trai bao, cố tổng. Tôi biết rồi. Cô biết gì rồi? Xin lỗi nha, tôi không nên để trước mặt nhân viên vạch trần nghề của anh. Nghề gì cơ? Tôi thực sự bội phục anh đó. Trai bao mà anh cũng làm sếp lớn được. Tôi biết loại công việc này đúng là rất xấu hổ. Không muốn người khác biết cũng là bình thường thôi. Cô điên à? Sao anh còn mắng người hả? Đúng, tôi cũng sai. Không nên để trước mặt nhân viên anh vạch trần anh. Nhưng anh không sai chứ. Sao anh không sớm nói cho tôi biết? Đi đi, mau đi đi, đừng có nói chuyện với tôi. Anh đừng giận. Cho tôi biết anh là ông chủ giả sắc thì tôi cũng không đòi tiền kinh doanh của anh đâu. Dù sao anh cũng phải nuôi nhiều nhân viên như vậy. Tôi ấy chỉ cần tiền bán thân của anh thôi. Cô còn dám nhắc đến chuyện này? Cô có biết đêm qua cô hại tôi thảm như thế nào không? Tôi cũng không biết, đó là thuốc giả. Anh và hai phú bà đó tối qua thế nào? Tôi cũng vào viện luôn rồi. Cô nói xem. Anh thực sự phục vụ hai người đó à? Rõ ràng do mình ham tiền bán anh ta. Do anh ta thực sự làm thế, mình lại thấy có chút khó chịu. Phục vụ rồi, tôi không làm thế thì tiền đâu cho cô hả? Hôm qua 50 vạn đó chắc là đủ rồi. Tạm thời anh đừng tiếp khách nữa nha. Sao vậy? Cô sót hả? Chỗ đó của anh không sao chứ? Tự kiểm tra đi. Ở ngoài biển á, theo tiết tấu của sóng biển, thử một lần. Anh lấy tôi thử nghiệm. Không có, cô bảo tôi phải nỗ lực nâng cấp bản thân mà. Càng nhiều tuyệt chiêu như vậy thì các phú bà mới càng thích tôi chứ. Tôi cũng kiếm được nhiều tiền hơn cho cô. Quả nhiên là trai bao mà. Bỏ đi, không nói cái này nữa. Nói chuyện vui đi. Cái tên cố tổng biến thái ở công ty tôi hôm qua cũng nhập viện rồi. Chuyện này có gì vui à?
cái đó bị người ta hạ thuốc. Cái này gọi là ác giả, ác báo. Cô nói lại lần nữa, tôi sẽ dứt cô xuống biển cho cá mập ăn. Tôi nói cố tổng bên tôi, anh tức giận làm gì? Cái xe anh vừa lái, mấy số không vậy? Sao lại mua xe đắt như vậy? Chị gái à, tôi là ông chủ giả sắc. Nhưng mà anh vẫn hành nghề đó thôi, chứng tỏ anh cũng không quá giàu có. Không phải, mà suy nghĩ của cô có thể bình thường chút không? Chả lẽ là phú bà hôm qua? Tôi ngốc chết mất. Đúng, chính là phú bà đó. Bà ấy rất hài lòng với sự phục vụ của tôi, vì vậy muốn bao nuôi tôi. Anh đồng ý rồi. Tôi kiếm được tiền, cô có nhiều tiền, tôi biết bao, hai bên cùng vui. Nhưng mà có nhiều lúc tôi thật sự khó hiểu, sao cô lại thiếu tiền đến vậy? Cô nói xem, cô làm ở Thịnh Thế, dù có làm lao công thì mỗi tháng cũng được một vạn, sao cô lại thiếu tiền đến vậy? Vì tôi phải nuôi con trai. Không phải cô giấu tôi nuôi một đứa bé đấy chứ? Đứa bé nào ở đây? Anh nghĩ hay nhỉ? Vậy thì tốt. Tôi cảnh cáo cô, nếu để tôi biết cô giấu tôi sinh ra con của tôi, cô sẽ chết chắc. Cô đi đâu? Tôi không muốn nói chuyện với loại người như anh. Quên trả cô ta mất rồi. Hạ Lạc, Lạc Hạ Quyển Tinh, cô là đồ lừa đảo. Alo Tiểu Cao, lập tức điều tra cho tôi địa chỉ nhà Hạ Quyển Tinh. Lập tức tra, lập tức tra. Hạ Quyển Tinh, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn Lạc Lạc. Cảm ơn Lạc Lạc. Trên thế giới này, sợ là chỉ có mình con nhớ sinh nhật của mẹ thôi. Đợi tìm được ba, sẽ có hai người nhớ sinh nhật mẹ rồi. Đã sớm tìm thấy rồi, nhưng cứ làm như không quen đi, vậy mới là kết quả tốt nhất. Có Lạc Lạc nhớ là mẹ đã mãn nguyện rồi. Nhưng con không muốn mẹ vất vả một mình như thế. Ba ba là nam tử hán, ba phải có trách nhiệm nuôi gia đình mới đúng. Mẹ đã lấy từ ba con 50 vạn rồi. Bên cạnh mẹ đã có một nam tử hán Lạc Lạc là đủ rồi nè. Quyển Tinh, có phải mẹ không muốn tìm ba cho con không? Không phải. Vậy có phải ba không thích con không? Anh ta dám. Muộn vậy rồi còn ai đến thế? Con ra mở cửa. Chú là ai vậy? Ai thế? Sao lại là anh? Sao nào? Người đến là tôi. Em không vui à? Anh đến đây làm gì? Đón sinh nhật cùng em. Hơn nữa, nếu tôi không đến, chắc cũng không biết em giấu tôi sinh ra kết tinh tình yêu của chúng ta đâu. Ba. Con trai. Câm miệng. Vào đi. Lùng Trí Diễn, đầu anh 5 năm nay bị hỏng rồi hay sao? Chúng ta chưa xảy ra chuyện gì hết, con ở đâu ra? Đúng đó, tạp chủng này ở đâu ra? Cút ra ngoài cho tôi. À Quyển Tinh, nếu không phải khi đó nhà em phá sản, tôi nhớ chúng ta suýt chút đã là vợ chồng rồi. Giờ tôi có ý tốt giúp em. Em đừng không biết tốt xấu. Ngày kết hôn hôm đó anh chạy mất, bây giờ còn chuẩn bị kết hôn với em họ tôi. Đây là điều tốt, anh nói sao? Không phải tôi đến rồi sao? Người có tiền nào mà không tam thê tứ thiếp? Em yên tâm, Lục Trí Diễn tôi đối với tình nhân bên ngoài vô cùng hào phóng, nhưng đứa tạp chủng kia nhất định phải đưa đi. Câm miệng, anh cút ra ngoài cho tôi. Nếu còn không đi, tôi sẽ gọi người đến. Gọi người? Nhà này chắc không có đàn ông khác đâu nhỉ? Thật sự nửa đêm nửa hôm có trai đến tìm. Hạ Quyển Tinh, cô cũng tiện thật. Nửa đêm không ngủ ở đó mà gào thét cái gì? Hả? Cái gì mà hả? Còn làm ồn nữa tôi sẽ báo cảnh sát. Tiểu tạp chủng, lấy bánh kem của tao làm gì? Chú, có phải là chú già nên qua mắt rồi không? Trong nhà Quyển Tinh có đàn ông mà. Con sẽ bảo vệ mẹ. Chỉ dựa vào mày. Đúng, chỉ dựa vào con. Anh mắc cười quá đi. Giỏi lắm. Mở cửa. Lại là cậu.
Muốn chết à? Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt. Nguyễn Tinh, con không phải tạp chủng đâu, đúng không? Tất nhiên không phải rồi. Sao ba không đến bảo vệ chúng ta? Ba rất yêu mẹ con ta. Nhưng mà... Nhưng mà gì ạ? Xem ra không thể giấu được nữa. Ba ấy ở trong trận chiến trái đất đã vinh quang hy sinh rồi. Ba là siêu nhân. Ba chết rồi. Lạc Lạc phải kiên cường. Vậy mẹ có ảnh hồi còn sống của ba không? Mẹ có. May là lúc trước chụp trộm trai bao, giờ có thể lấy ra dùng rồi. Ba, con sẽ chăm sóc Nguyễn Tinh thật tốt. Ba yên tâm. Ba ơi. Ba. Con trai, không phải ba chết rồi sao? Ai nói vậy với con? Thẳng thắn khoan dung, kháng cự thêm tội, nhất định phải giấu. Ba của Lạc Lạc tuyệt đối không thể phong lưu như vậy. Hiểu nhầm thôi. Lạc Lạc, bức ảnh này không phải ba con, mẹ tải về từ trên mạng thôi. Lạc Lạc là con của tôi với người khác, không liên quan đến anh. Thật sao? Thật, tôi giống người lừa gạt người khác lắm à? Đúng. Hôm nay là sinh nhật tôi, hai người tin tôi một lần đi. Được thôi. Nhưng nếu chú thật sự là ba của con thì tốt. Tại sao vậy? Chú cao to như này nhất định có thể đuổi chú xấu xa kia đi. Bạn nhỏ, chú xấu xa con vừa nói là ai? Hình như là bạn trai cũ của Nguyễn Tinh. Lạc Lạc, tên Lục Trí Diễn đó, hắn lại đến làm phiền cô à? Sao anh biết hắn ta lại? Tôi còn dám hỏi lại. Hai người hai hôm trước không phải ở trước văn phòng tôi lôi lôi kéo kéo sao? Chuyện từ hôm 5 năm trước náo loạn to như vậy, tôi không biết cũng khó. Đúng, hắn ta bắt nạt mẹ con tôi. Sao nào, anh định xả giận thay chúng tôi à? Lạc Lạc cũng không phải con trai tôi, liên quan gì đến tôi? Lạc Lạc, chú dạy con cái này nhé. Cái gì ạ? À? Người không phạm mình, mình không phạm người. Người đã phạm mình, mình nhất định phải đánh trả. Nào. Vậy anh muốn làm gì? Không phải mai anh ta kết hôn sao? Đến hôn lễ hắn ta tặng một món quà lớn. Anh muốn tôi đến đó đại náo hôn lễ? Tôi chỉ gợi ý thôi mà, đi hay không tùy cô. Đi. Phải đi. Em họ kết hôn, đâu có chuyện chị gái không đến. Dịch, có phải anh nên đi rồi không? Chú Dịch đừng đi, con sợ người xấu lại đến lắm. Con vừa gọi chú là gì? Nguyễn Tinh gọi chú là Dịch. Chú họ Dịch ạ. Hay là anh về đi. Tối nay tôi không đi đâu cả. Không phải cô bảo tôi tạm thời nghỉ ngơi sao? Tôi về cũng không có khách. Tôi đi làm gì? Hôm nay tôi ngủ ở đây. Con người anh. Chú Dịch vạn tuế. Đàn ông thối ngủ cũng ngon thật đấy. Chắc đây là khu vực cấm kỵ nhỉ? Cái này phía trước bị phụ nữ giày dò, phía sau thì bị ngộ độc thuốc giả. Trước trước sau sau, quá là gần nhau. Mình không làm gì anh ta hết, mình chỉ kiểm tra vết thương thôi. Anh, sao anh tỉnh rồi? Tôi không tỉnh, sợ là bị cô chiếm lợi mất. Tôi không có. Vậy vừa nãy cô làm gì hả? Tôi muốn nhờ anh một việc. Cô nhờ tôi, chuyện gì? Ngày mai tôi phải đi tham dự hôn lễ mà. Muốn nhờ anh có thể chăm sóc Lạc Lạc một ngày được không? Tôi giúp cô chăm sóc Lạc Lạc. Cô là gì của tôi? Lạc Lạc là gì của tôi? Lạc Lạc là con của anh. Nhưng mà muốn tôi giúp cô không phải không được. Tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Vậy tôi chăm sóc Lạc Lạc một ngày, vậy thì ngày mai ngày kia tôi sẽ không mở nhà hàng được, không thể nhận khách. Vậy tổn thất rất lớn, không bằng cô xuống đơn bồi thường tôi đi. Xuống đơn? Khách hàng, nhớ đánh giá 5 sao cho tôi nhé. Trai bao thối,
thuốc sổ hay thuốc bổ vậy? Lăn lộn cả một đêm. Hạ Quyển Tinh phấn chấn lên, chuẩn bị chiến đấu. Đó không phải là Hạ Quyển Tinh sao? Là chị họ của cô dâu ấy hả? Là hôn thê cũ của chú rể sao? Giờ không phải người cùng đẳng cấp nữa rồi. Tôi tưởng cô ta không còn mặt mũi đến nữa chứ. Chào buổi tối. Quyển Tinh, cô đến đây làm gì? 5 năm không gặp, dì già đi nhiều thế. Cô, đừng tức giận. Tức giận sẽ khiến dì càng già hơn đó. Hôm nay tôi đến là để tham dự hôn lễ của em họ tôi. Vậy cô mặc đồ đen là có ý gì? Đây có phải tang lễ đâu. Bác trai đừng nói khó nghe như vậy. Tục ngữ có câu, hôn nhân là nắm bồ tình yêu. Bác nói vậy cũng không sai. Cô cút ra ngoài cho tôi. Ba, mẹ, sao vậy? Là chị sao? Nếu nhớ không nhầm thì tôi đâu có mời chị. Em gái nhiều việc nên quên. Chị không trách em. Chị nghe không hiểu tiếng người à? Ở đây không hoan nghênh chị. Em là em họ của chị. Chồng của em cũng suýt thành chồng của chị. Đều là người quen hết. Chị đến cũng hợp lý mà. Anh nói gì đi? Hạ Quyển Tinh, đừng có phát điên ở đây. Tôi đã là người cô vĩnh viễn không thể giới tới rồi. Anh nghĩ rằng trong lòng tôi còn có anh à? Vậy cô đến đây làm gì? Đến cứu anh đó. Đêm trước ngày kết hôn anh đến tìm tôi. Không phải để tôi đến đây à? Cô ta nói thật không? Là giả. Sao anh có thể tìm đến đôi giày rách như cô ta? Nên nhớ, 5 năm trước là anh không cần cô ta. Dám làm không dám chịu. Anh còn là đàn ông không? Là do cô không cam tâm. Tôi khuyên cô nên sớm chết tâm đi. Anh ấy là chồng của tôi rồi. Điều này cô nên nói với chồng của mình mới phải. Cô nói dối cũng không nên hồn. Tôi đã có vợ đẹp, cần gì tìm đến một thiên kim thất thế như cô. Không, là thiên kim lỡ bước. Vừa mới bị từ hôn đã đi tìm trai bao mua vui. Chuyện 5 năm trước là cô làm đúng không? Chị họ à, chị không được ngậm máu phun người như thế. Quyển Tinh, dì hiểu con đang đố kỵ Tiểu Nguyệt, nhưng con không thể tùy tiện nói quan cho con gái và con rể của dì như thế. Trí Diễn là công tử đại tài, nó một tâm một ý với con gái ta. Hạ Quyển Tinh này đúng là ác độc. Không có được thì đi bịa đặt linh tinh. Ba cô ta không còn, tiền cũng không có, vậy cũng không thể sống chết bám lấy vị hôn phu cũ chứ. Người ta cũng đã kết hôn rồi, còn ở đây náo loạn làm gì? Quyển Tinh à, tôi từ hôn cô là vì không yêu cô nữa, không liên quan đến Tiểu Nguyệt. Xin cô đừng hại đến em ấy. Lục Trí Diễn, đồ vô liêm sĩ. Chị họ, chị đừng có quá đáng nha. Trước là bịa đặt, sau là nhục mạ. Chồng của em thanh thanh bạch bạch, chị không được phép lăng mạ như thế. Thanh thanh bạch bạch, anh có dám nói không? Tất nhiên, tôi chỉ yêu mình Trình Nguyệt, chưa từng đến tìm cô. Ân ái quá. Cô không phải bé hàng xóm sao? Anh có phải người đêm qua đến quấy rối cô gái này không hả? Nói rõ cho tôi, quấy rối gì chứ? Tối hôm qua hai người này ở với nhau, anh ta cứ gõ cửa nhà quấy suốt, làm náo loạn cả lên, đúng là không ra gì. Câm miệng. Lục công tử thực sự đi tìm người à? Cô dâu chắc cao lên mấy mét rồi. Nghe rõ chưa? Quản chồng mình vào, đừng để anh ta đến quấy rầy tôi. Anh dám giấu tôi đi tìm cô ta? Tiểu Nguyệt, anh có nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm gì? Sau khi về dân thành, cô ta liền muốn tái hợp với anh, còn nói sẽ đến quấy rầy anh. Vì để hôn lễ thuận lợi, anh mới đi tìm cô ta, triệt để cắt đứt. Không ngờ cô ta vẫn cố chấp mê muội. Chồng, em trách nhầm anh rồi. Không sao, người đàn ông quá ưu tú thì luôn có kẻ muốn hãm hại, đặc biệt đến từ loại phụ nữ yêu mà không có được. Nói dối cũng có mức độ thôi. Cút, ở đây không cần bà dọn dẹp. Hạ Quyển Tinh, người nói dối là cô. Đừng làm mình khó coi nữa. Sau khi ba mày chết, mày càng vô pháp vô thiên. Ba của cô ta là tội phạm nhỉ? Đúng là trên dưới như một. Không được nói ba tôi. Nói đến điều này, tôi lại nhớ đến một chuyện. Hôm qua đến nhà cô ta, tôi phát hiện ra một bí mật. Bí mật gì thế? Cô ta sinh một đứa tạp chủng. Sinh với ai vậy? Không liên quan đến các người. Tôi nhớ ra rồi. 5 năm trước, không phải cô ta say rượu làm loạn sao? Tạp chủng đó chắc là có vào lúc đấy đấy. Vậy mà sinh con với loại đàn ông đó, vô liêm sĩ, không biết là có bệnh truyền nhiễm gì không? Quả nhiên là tạp chủng. Còn là một tạp chủng bẩn thỉu. Câm miệng. Người phụ nữ ngốc nghếch đó sao lại có thể sinh ra một đứa nhóc ngoan như này nhỉ? Nếu đây là con của mình thì tốt biết mấy. Không, mình đang nghĩ gì thế? Mình chưa muốn làm ba đâu. Chú Dịch giúp con. Lạc Lạc,
Chú không phải họ Dịch, về sau đừng gọi chú là chú Dịch nữa được không? Con đồng ý với chú, giờ chú có thể giúp con không? Làm ơn đó. Được rồi, chú giỏi quá, lợi hại giống như ba siêu nhân vậy. Ba siêu nhân, nói cho chú biết bí mật này. Ba của con là siêu nhân giải cứu thế giới. Ngay cả con trai mà Hạ Quyển Tinh cũng lừa. Ba của Lạc Lạc 80% là mất rồi. Quyển Tinh nhà con cũng lợi hại lắm. Vì vậy ba siêu nhân mới thích mẹ. Đúng là lợi hại. Ngay cả mình cũng thích cô ta. Nhưng sao Quyển Tinh vẫn chưa về thế ạ? À? Lạc Lạc, đi. Đi đâu ạ? À? Tìm mẹ con, đi thay quần áo. Con tôi không phải tạp chủng. Vậy tại sao không dám dẫn đến đây gặp mặt mọi người? Tôi không muốn dẫn thằng bé đến nơi bẩn thỉu này. Các người cũng không xứng gặp nó. Đứng lại. Buông tay. Được. Trình Nguyệt cô. Thiên Kim Hạ Gia thất thế, đây là nhếch nhác như thế này. Nguyễn Tinh à, vì niệm tình con là họ hàng, cho con ở lại uống rượu mừng. Con đừng bịa chuyện nữa. Tôi không có bịa chuyện. Trình Nguyệt Nhân lúc khó khăn đi hại người, lục trí diễn chân trong chân ngoài. Tôi chúc cha nam tiện nữ các người mãi mãi bên nhau. Cho dù cô vẫn còn tình cảm với tôi, hay là muốn tìm một người giàu có làm ba của con cô, thì cô cũng chết tâm đi. Đừng tự mình đa tình. Tôi và con trai của tôi mới không để thằng hèn danh vào mắt đó. 5 năm trước cô là Thiên Kim Hạ Gia, miễn cưỡng xứng với Trí Diễn. Nhưng giờ thì sao? Cô không là gì cả. Mà Trí Diễn thì sao? Giờ đã lên được chiếc thuyền lớn thịnh thế, sắp sửa trở thành Phượng Hoàng rồi. Ngày đấy sắp đến nhanh thôi. Thịnh thế là tập đoàn lớn nhất đất nước này sao? Đúng vậy. Dưới sự dẫn dắt của tôi, Lục gia chúng tôi đã ký được rất nhiều hợp đồng lớn với tập đoàn Thịnh Thế. May mà ba có giao tình với Cố lão gia tử, miễn cưỡng hợp tác được. Nể mình nở mặt nở mày. Lục công tử trẻ tuổi tài cao, chẳng trách Hạ Quyển Tinh lại nhớ mãi không quên chồng mà. Không phải anh đến Thịnh Thế gửi thiệp mời rồi sao? Sao ngày chưa đến? Cố tổng cũng muốn đến nhưng có việc gấp nên không đến được. Anh đúng là nói dối quen thân. Ý cô là sao? Không phải ngày không đến được mà căn bản không nhận được thiệp mời. Cô nói bừa gì vậy? Bây giờ tôi đang làm ở Thịnh Thế. Ngày anh đến Thịnh Thế, chính tôi đã dẫn anh đi. Nhưng mà sao? Đến cái cửa của Cố tổng, anh còn không vào được. Chuyện này là sao vậy chồng? Cố tổng là người cấp cao, không mời được cũng là bình thường. Xem ra Lục công tử lại bị giả mặt rồi. Thiếu gia, Thịnh Thế báo tin Cố tổng đang trên đường đến hôn lễ. Thật sao? Vô cùng chắc chắn, còn dẫn theo bạn đồng hành. Vậy tốt quá. Vậy là có thể chứng minh Cố tổng rất coi trọng lời mời này. Bị giả mặt rồi chứ. Tôi thấy người nói dối quen thân là cô mới đúng. Không thể nào. Rõ ràng hôm đó Hạ Quyển Tinh, hôm đó Cố tổng chỉ dời cuộc hẹn của tôi lại, mà cô nói cô là nhân viên ở Thịnh Thế. Thật ra cũng chỉ là lao công quét rác mà thôi. Lao công sao Hạ Quyển Tinh? Sao cô thảm hại thế? Thì ra đến Thịnh Thế cũng chỉ để quét dọn. Cô ta chỉ là một tiểu thư được nuôi lớn trong cưng chiều. Ba mất rồi cũng chỉ là phế vật vô dụng thôi. Không dọn vệ sinh thì có thể làm gì? Dọn vệ sinh à? Không có tư cách tham gia hôn lễ thượng lưu như này đâu. Đúng là phế vật. Xem ra phần rượu hỷ này cô cũng không thể uống rồi. Tôi dọn vệ sinh thì làm sao? Tôi tự mình kiếm tiền, không trộm không cắp. Có gì không tốt? Sao lại ngây thơ thế? Kẻ cấp cao có thể đè chết một người, huống chi loại dung dế như cô. Nhanh, xếp thêm 2 ghế nữa. Chào đón Cố tổng đến. Dân. Ở đây không có vị trí của cô. Làm phiền. Sau khi xin lỗi thì cút ra ngoài cho tôi. Sao tôi phải xin lỗi? Một hôn lễ đang yên đang lành thì bị cô làm loạn cả lên. Cô không nên xin lỗi sao? Bị chuyện về nhà người khác, đúng là vô đạo đức. Nói thẳng là không quên được Lục công tử. Tôi có thể đi, nhưng từ khi tôi bước vào đây chưa từng nói nửa lời dối trá. Tôi không xin lỗi. Đợi đã, tôi nói rồi, tôi không xin lỗi. Muốn biết sao ba của cô lại tự sát không? Mau nói. Có thể nói, nhưng cô phải thừa nhận cô vì yêu mà không có được nên mới bịa đặt chồng tôi. Cô muốn làm hiền thê, được thôi, nhưng đừng nghĩ lừa được tôi. Ai thèm tên tra nam đó chứ? Cô không nói phải không? Tôi tự điều tra. Người đâu? Chặn cô ta lại. Không thanh minh, không xin lỗi, không được đi.
Đừng làm khó coi quá, đợi lát nữa cố tổng đến thì phải làm sao đây? Cố tổng đến càng tốt, để cố tổng đến nhìn cho rõ người dưới trướng ngày ấy đã làm ra chuyện gì. Đến lúc đó, ngay cả tư cách dọn vệ sinh cô ta cũng không có. Cũng đúng, bị Thịnh Thế phong sát thì có đi công ty khác cũng không ai tuyển đâu. Xem ra cô ta lấy gì để nuôi tạp chủng kia. Đê tiện, sớm nhận sai sớm được đi, như vậy tốt cho cả hai mà. Biết nghĩ chút đi, đừng để đến lúc công việc cũng mất. Quả là cứng đầu, không xin lỗi cũng được. Nhưng mà cô náo loạn hôn lễ của tôi ấy sẽ đến náo loạn trường của tạp chủng kia, để mọi người đều biết nó có một người ba là trai bao. Cô dám? Tại sao lại không dám? Nếu muốn tra ra địa điểm trường tạp chủng đó cũng không khó đâu, đúng không chồng? Giờ tôi là người được cố tổng tin tưởng, mượn chút tài nguyên của Thịnh Thế, điều tra chút là ra thôi. Quỳ xuống, xin lỗi. Chuyện này tôi sẽ bỏ qua. Nhanh lên, nhân lúc cố tổng chưa đến, mau xin lỗi đi. Đúng đó, đừng có làm mọi người bất hưng. Mau quỳ xuống, quỳ xuống. Đợi đã, không được quỳ. Nguyễn Tinh, không cần quỳ. Không được ức hiếp Nguyễn Tinh. Sao hai người lại đến đây? Đến bảo vệ mẹ. Đây là ai? Chính là tạp chủng đó. Tôi còn tưởng là người như nào, thì ra là tiểu tạp chủng. Vậy người này chắc là ba của tạp chủng, tên Trạng Dương kia nhỉ? Với ngoại hình này cũng hợp để bán thân lắm. Tôi xem như cậu đang khen tôi đẹp trai. Không có liêm sỉ. Nguyễn Tinh, sao cô lại sa đọa như vậy? Đến nỗi ở cùng với tên đàn ông này, liên quan gì tới bà? Năm đó tùy tiện tìm ra bao cho cô ta, không ngờ lại đẹp trai như vậy. Đúng là lợi cho cô ta quá rồi. Thiên kim lỡ bước, chàng trai phong lưu, tiểu tạp chủng, cả nhà quá hợp nhau rồi còn gì. Cô dâu này ăn phân à? Sao mồm thối thế? Anh chỉ là tên trai bao mà cũng một mép phết nhỉ. Đến đông đủ rồi thì càng tốt. Cả nhà mấy người xin lỗi đi. Tôi xin lỗi thì được, không được phép kéo họ vào. Không được, cô không cần xin lỗi. Cô xem cô tìm loại đàn ông gì vậy? Không ra thể thống gì, so với trí diễn đúng là kém xa. Mặc dù cô không được trí diễn, nhưng cũng không thể gấp gáp chọn bừa một tên trai bao như vậy. Vậy đi, sau khi xin lỗi, bác đây tìm cho cô chàng trai khác. Cảm ơn. Nhưng trong tim tôi, so với Lục Trí Diễn, người đàn ông của tôi tốt gấp vạn lần. Đúng, mạnh gấp vạn lần. Thật cảm động quá. Nhưng đáng tiếc cũng chỉ là đống rác gộp lại với nhau thôi. Chị em hai người ánh mắt chọn đàn ông cũng khác xa. Một người trên trời, một người đáy xã hội. Một người cao quý, một người nuôi trai bao. Đừng cứng miệng nữa. Chỉ cần một nhà các người xin lỗi, tôi đây sẽ cho tên trai bao này một công việc chân chính để làm. Cậu sắp xếp công việc cho tôi. Biết Thịnh Thế không? Tập đoàn đứng đầu toàn quốc. Người phụ nữ của cậu dọn vệ sinh ở đấy. Tôi có thể sắp xếp cho cậu làm bảo vệ ở đấy. Tôi có thể sắp xếp cho cậu làm bảo vệ ở đấy. Anh muốn sắp xếp tôi vào Thịnh Thế? Sao? Ngạc nhiên lắm hả? Chồng mà, anh thật tốt. Lục công tử thật hào phóng. Mau xin lỗi đi. Tôn nghiêm có đáng tiền không? Đối công việc chân chính hơn mới phải. Chắc anh ấy sẽ động tâm. Đó là Thịnh Thế giàu nứt đố đổ dách đấy. Lương của bảo vệ cũng hơn mấy vạn. Cậu có thân phận gì hả mà có thể sắp xếp tôi vào Thịnh Thế? Tôi là người thừa kế duy nhất của Lục gia, là chủ tịch đương nhiệm Lục gia. Lục gia, một gia tộc nhỏ bé vô danh. Lục thị, một công ty đổ nát kéo hơi tàn từng ngày. Cậu ngông cuồng cái gì? Một tên bồi ngủ như anh mà dám nghi ngờ tôi. Chồng, anh phải hiểu cho họ. Họ chỉ là dung dế dưới đáy xã hội, không biết tin tức là đúng rồi. Nghe rõ đây, hiện tại chồng của tôi rất được chủ tịch Thịnh Thế ưu ái, sắp sửa hợp tác lâu dài với Thịnh Thế. Hợp đồng lên đến 30 tỷ. Anh có bồi ngủ cả đời cũng không kiếm được đâu. Con rể tôi thật có tiền đồ. Cậu nói là hạng mục bất động sản Thành Bắc. Sao anh biết? Chỉ là một hạng mục nhỏ thôi. Xem cậu bốc phét kìa. Người anh em, quy mô đó thật sự chỉ nhỏ có vậy thôi. Anh giả bộ cái gì? Có phải chưa rõ tình huống hiện tại không? Người không rõ là mấy người. Đợi tôi lát. Đem gọi là gì nhỉ? Lục Trí Diễn. Đem hạng mục bất động sản của Lục thị bên Thành Bắc quỷ đi. Tên khùng này ở đâu ra vậy? Alo, quỷ hạng mục đi. Hắn ta nghĩ mình là chủ tịch Thịnh Thế à? Anh bị điên hả? Yên tâm, tin tôi. Đúng là mờ miệng nhanh nhẹn.
điêu toa thành thói, giả thần giả quỷ. Cô nghĩ theo cách bình thường chút được không? Anh, chồng, tội cho anh còn muốn tìm việc giúp kẻ ác này. Anh quá lương thiện rồi. Yên tâm, cho dù bây giờ ba người nhà hắn có quỳ xuống dập dỡ đầu, anh cũng không cho vào thịnh thế nữa đâu. Không cần cậu nhọc lòng, bây giờ tôi đang ở thịnh thế rồi. Lợi hại vậy, còn nói phét giỏi hơn cả mình. Còn dám bốc phét, đúng là hết thuốc cứu. Không biết tốt xấu, cả đời cậu cứ làm cái nghề kia đi. Không biết không có tội, nhưng nói dối cũng đừng động đến thịnh thế chứ. Hắn ta không biết Cố tổng sắp đến hay sao? Một khi Cố tổng đến, lời nói dối sẽ tự bị vạch trần. Mấy người còn biết Cố tổng sắp đến? Tất nhiên, ghế ngồi VIP cũng được sắp xếp cả rồi. Cố tổng bình thường không dễ nói chuyện đâu. Lần này ngài ấy đích thân đến, chứng minh quan hệ giữa tôi và ngài ấy thân thiết hơn nhiều. Chết tiệt, quên mất chuyện đấy. Đừng nói nữa, mau đi thôi. Biết sợ rồi, muốn chạy à? Không cần. Lạc Lạc, nào. Nguyễn Tinh, làm gì vậy? Không sao. Cô nói chỗ đó là vị trí của Cố tổng. Đúng vậy. Làm phiền tránh ra. Nào, Lạc Lạc. Anh làm gì thế? Chỗ tôi mà. Hạ Nguyễn Tinh, cô điên rồi sao? Đây là chỗ cho Cố tổng. Các người đứng lên. Cô đứng mệt rồi nhỉ? Hay là cô ngồi đi. Ngồi. Ngồi. Lạc Lạc, ngồi lên chân mẹ con. Xin tự giới thiệu với mọi người, tôi tên Cố Yến, là chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế, cũng là khách quý mà mấy người đang đợi. Bốc phét hơi quá rồi. Chồng tôi là người được Cố tổng vô cùng tin tưởng. Nếu anh là Cố tổng, chẳng lẽ không nhận ra chồng tôi sao? Người được tin tưởng, trong ấn tượng của tôi hình như chưa từng gặp cậu ta. Tôi nói là Cố tổng, anh là cái thá gì mà xứng gặp chồng của tôi? Đại sự quan trọng hơn, mau đuổi bọn chúng ra khỏi đây đi. Chỗ đó là chỗ chúng có thể ngồi sao? Em là người của Cố Yến tôi, ngồi yên đó. Nếu anh là chủ tịch, Hạ Nguyễn Tinh hạ thấp phải dọn vệ sinh ở thịnh thế làm gì? Đúng đó, chủ tịch sẽ để người phụ nữ của mình làm công việc bẩn thỉu đó à? Chuyện này tôi phải thanh minh chút. Lúc trước là tôi ghen tuông, vì vậy mới xảy ra chút hiểu nhầm không đáng có. Nguyễn Tinh, em có thể tha thứ cho anh không? Nhập tâm quá, thật sự coi bản thân là chủ tịch hay sao? Không sao, em tha thứ. Còn Diễn, dám mạo danh Cố tổng, nghĩ là người có quyền có thế, đứng đầu thịnh thế, xem ra về sau ba người này khó sống rồi. Tôi không biết từ đâu anh biết được tên của Cố tổng, nhưng dám lợi dụng tên và thân phận của ngài ấy, có phải muốn cút khỏi dân thành này không? Lúc đó không chỉ anh, mà còn Hạ Nguyễn Tinh cũng sẽ mất đi nơi kiếm cơm. Cậu đó, thay vì lo cho chúng tôi thì hãy lo cho công ty mình đi. Công ty tôi rất tốt. Xem, thịnh thế gọi. Alo, cái gì? Hạng mục bị hủy rồi. Chuyện gì thế? Không hợp tác nữa sao? Tránh ra, anh đã làm gì? Cậu thấy rồi đó, cũng nghe rồi nhỉ? Tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại, sau đó hợp tác kết thúc rồi. Không thể nào. Chồng, phải làm sao đây? Dù hợp tác đó quyết định sống chết của Lục Thị sau này. Chúng ta mới kết hôn, em không muốn phá sản đâu. Con đàn bà ngu dốt, cô nói gì thế hả? Trí Diễn, sao con lại đánh Tiểu Nguyệt? Anh thật sự là Cố tổng thịnh thế. Mặc dù thân phận đều là nói dối, nhưng mà cũng gan dạ phết. Nhất định đối phương đã nhầm lẫn gì đó. Các người xem, giờ hợp đồng là gọi trực tiếp để quỷ. Không phải các người nói Cố tổng sắp đến sao? Nếu tôi không phải Cố tổng, vậy Cố tổng đâu? Sao vẫn chưa đến? Hay là Cố tổng sớm đã đến rồi, thấy đám thấp kém các người ngồi vào chỗ ngài ấy, nên ngài ấy mới tức giận không tham dự lễ cưới và quỹ hợp tác. Nhất định là vậy. Đều tại mấy người. Cô dâu đáng sợ. Mày không bằng chứng. Các người dựa vào gì nói là lỗi của chúng tôi? Mọi người ở đây có người nào không phải nhân vật có máu mặt trên thương trường? Chỉ có đôi vợ chồng nghèo hèn mấy người thôi. Cũng không tự xem lại bản thân đi. Một thằng trai bao mà dám tự xưng Cố tổng. Sao mấy người không tin thế nhỉ? Một tên trai bao vô liêm sỉ giống như anh, dựa vào đâu chúng tôi phải tin? Tôi có cách vạch trần hắn. Cháu tôi đang làm trợ lý cho Cố tổng. Bây giờ tôi sẽ gọi nó qua đây. Thật hay giả, nhìn phát biết ngay.
Mà nói Tiểu Cao. Sao cậu biết? Phí lời, cậu ta là trợ lý của tôi. Để tôi xem khi trợ lý Cao đến đây anh sẽ chết như nào. Thảm rồi, nếu trợ lý Cao đến thì sẽ bại lộ hết mất. Lại đây, chúng ta mau đi thôi. 36 kế chạy là thượng sách. Đi gì mà đi, không cần đi. Wow, đẹp trai quá. Yên tâm, có tôi ở đây rồi. Đôi cậu nam nữ hai người thì thầm to nhỏ gì thế hả? Không phải đang bàn bạc đường chạy đấy chứ? Sao phải chạy? Trò hay mới bắt đầu thôi. Diễn nghiện rồi, vô liêm sỉ. Được thôi, hôm nay một tên cũng đừng hòng thoát. Đừng trách tôi không nhắc nhở. Thịnh thế bụng đây che dân thành. Hành động hôm nay của mấy người chính là nhổ râu trên miệng hổ. Chết chắc rồi. Trước khi chết cũng phải bồi thường tổn hại cho chúng tao. Bọn họ là gì vậy ạ? Hung dữ quá. Là tiếng vọng từ trong nhà thờ thôi. Con không cần quan tâm. Đừng lừa tạp chủng nữa. Một nhà các người gặp xui xẻo lớn rồi. Cháu tôi nó đến rồi. Trợ lý Cao đến rồi. Ngày chết của mày đến rồi đấy. Lần này thật sự tiêu đời rồi. Dì à, dì gấp gáp gọi con đến đây làm gì? Trợ lý Cao, tôi muốn tố cáo. Ở đây có người mạo danh cố tổng. Ai? Chính là hắn. Kệ đi, chết thì chết. Trợ lý Cao, đều là lỗi của tôi. Cố tổng? Trời ơi, anh ta là cố tổng thật à? Diễn đúng không? Không thể nào. Có phải anh nhận nhầm người không? Anh nhìn lại lần nữa đi. Im miệng. Lần trước đến công ty không phải vẫn chưa gặp cố tổng sao? Giờ anh thấy người rồi còn dám có thái độ này. Chồng, chuyện này. Gọi cái gì mà gọi? Cút cho tao. Cố tổng, hạng mục bất động sản với Lục thị xác định chấm dứt ạ? Đúng vậy, xem xét các công ty khác đi. Vâng. Cố tổng, cố tổng tôi sai rồi. Chồng, anh làm gì vậy? Mau xin lỗi. Người hôm đó tôi sắp xếp là trai bao. Sao lại biến thành cố tổng đây rồi? Được lắm. Cuối cùng cô cũng thừa nhận cô là người tính kế tôi. Chuyện quyển tin ngoại tình cũng do cô làm ra. Cố tổng, tôi không biết người phụ nữ quyển tin này đã nói gì với ngài. Nhưng hôm đó chính tôi đã đưa cô ta vào phòng. Người bên trong tôi sắp xếp là trai bao. Lẽ nào mình tìm sai người? Mình chỉ dựa vào nốt ruồi để nhận biết. Lỡ anh ấy không phải người đó thì sao? Giờ tôi sẽ gọi cho hắn ta để xác nhận. Alo, ai vậy? 5 năm trước, tôi bảo anh đến dạ sắc để ngủ với một cô gái. Anh ngủ chưa? Muốn chết à? Em yêu nghe anh giải thích. Thì anh dám lừa tôi? Bị điên à? Tôi chỉ lừa tiền cô thôi. Đêm đó tôi không đến dạ sắc. Cái gì? Đêm hôm đó, người ở với Hạ Quyến Tinh là tôi. Dựa vào gì cô ta luôn có được chuyện tốt? Tiện nhân. Nếu không phải cô hãm hại, tôi cũng không bỏ Nguyễn Tinh. Đồ tôi. Nguyễn Tinh, Nguyễn Tinh. Đủ rồi, ai hiếm lạ anh chứ. Bảo Bảo, chú làm ba con nhé. Chú xấu xa, đừng có chiếm tiện nghi con. Tôi còn chưa biết đâu. Đến lượt cậu à. Cố tổng, tôi thật sự sai rồi. Chuyện hợp tác, xin ngài hãy suy xét lại. Tôi không phải ăn bám mà. Tôi nghe người phụ nữ của tôi hết. Nguyễn Tinh, em nói xem có nên cho hắn ta cơ hội không? Nguyễn Tinh, niệm tình chúng ta suýt thành vợ chồng. Hãy suy xét cho anh đi. Không nói còn đỡ, vừa nhắc đến là tôi lại tức. Năm đó chúng ta kết hôn, ba tôi vừa xảy ra chuyện, anh liền bỏ rơi tôi. Anh biết lúc đó tôi bất lực thế nào không? Anh biết nội tình vụ việc của ba em. Nội tình gì? Trí Diễn, con đừng nói bừa. Anh không thể bán đứng em, chúng ta là vợ chồng đó. Thân ai người nấy lo đi. Cô là cái thá gì hả? Anh mau nói đi, ba tôi làm sao? Chuyện hối lộ mà ba Trình Nguyệt làm, ông ấy vu oan cho ba em, chính là bác trai, lấy em ra uy hiếp, ép ba em tự sát để bịt miệng. Lục Trí Diễn, mày nói gì vậy hả? Câm miệng. Bác trai, là bác. Đến cả người thân cũng tính kế, tán tận lương tâm. Một nhà Hạ Quyển Tinh thật đáng thương. Anh cũng chỉ mới biết gần đây thôi. Quyển Tinh, anh bị nhà độc ác ấy lừa gạt. Lục Trí Diễn, tôi giết chết anh. Tiểu Cao, mau gọi cảnh sát. Dân. Ba. Không sao, không sao. Lạc Lạc đã ngủ rồi, nói thẳng đi. Nói thẳng gì? Vẫn diễn kịch chứ gì. Đến nước này rồi mà nữ nhân ngốc này vẫn chưa nắm rõ được tình hình sao? Vậy cô nói tôi nghe, trợ lý Cao sao phải phối hợp diễn với tôi làm gì?
Còn gì nguyên nhân gì nữa? Lòng người bạc bẽo, đạo đức suy thoái chứ sao? Hai người, sao anh lại cầm thú như vậy? Nam nữ đều ăn. Tôi biết cả rồi. Cô biết gì cơ? Trợ lý cao là kim chủ của anh. Kim chủ gì cơ? Tôi có vợ rồi nhé. Có vợ rồi mà anh còn dám làm vậy? Anh quá đáng đấy. Cố tổng biết không hả? Được rồi, im miệng lại đi. Dừng tay lại đi, đừng tự làm khổ mình nữa. Nếu cuộc sống của anh khó khăn quá, anh có thể ở tạm chỗ của tôi mà. Cuộc sống của tôi thì có sao? Ở chỗ tôi. Tôi biết nhà tôi nhỏ, không thể sánh được với nhà kim chủ anh. Nếu không được thì... Được, vô cùng được. Cố tổng cái gì mà cố tổng? Cao tổng, ngài để tôi quản lý dạ sắc, tôi đã rất biết ơn rồi. Ngài đừng nâng tôi lên cao như thế, tôi tổn thọ mất. Cao tổng mới là ông chủ của dạ sắc. Đúng vậy. Thì ra hai người chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần. Đúng, xin lỗi, lúc trước tôi đã lừa cô. Dọa tôi sợ chết mất. Ở bên ngoài còn để ý đến bộ mặt nhân viên, phối hợp diễn với chúng tôi vở kịch lớn như vậy. Anh thật sự là ông chủ tốt, khác xa với cố tổng biến thái kia. Hạ tiểu thư, chủ tịch cũng không biến thái gì đâu ạ. Không sao, về trước đi. Vậy ngài, tôi không nơi nương tựa, tất nhiên ở lại đây rồi. 88 căn phòng để làm cảnh à? Đúng là tình yêu nhập có khác. Đi mau. Sao lại nói chuyện với ông chủ như thế? Hôm nay anh ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Cao tổng, thật ngại quá, ngài đi chậm rãi. Không sao. Vậy tôi đi đây, không cần tiễn. Tốt bụng thật. Ngồi đi. Chúng ta quen nhau lâu như vậy, vẫn chưa biết anh tên gì nữa. Không gọi tôi là trai bao nữa à? Tôi tên Cố Nghiên, Nghiên trong Nghiên mực. Trùng hợp thế, chủ tịch bên tôi cũng tên vậy. Mỗi tội giống tên nhưng khác số phận thôi. Được rồi, chị gái, vậy tôi ở đâu? Chỗ này rất thích hợp nè. Được thôi. Cẩn thận chút. Chú ơi, chào buổi sáng. Lạc Lạc, chào buổi sáng. Chú ơi, chú đến gia nhập vào nhà con ạ. Chú đang nỗ lực. Để con dạy chú. Được thôi, con nói xem chú phải làm gì. Hôm nay trường mầm non tổ chức ngày hội gia đình. Những bạn nhỏ khác đều có ba mẹ đi cùng. Chú thay ba con tham gia được không? Không được. Được chứ. Lạc Lạc, sắp muộn học rồi, đi học thôi. Đợi chút, tôi có thể đi. Không được, chú là chú, không thể là ba được. Cô vẫn chưa bỏ người đàn ông kia à? Bao năm qua, hắn có quan tâm mẹ con cô không? Cô cứ muốn đợi hắn sao? Tôi chính là không buông bỏ được. Vậy sao cô giữ tôi ở lại đây? Vì cảm ơn và đồng tình thôi. Tôi không cần. Nguyễn Tinh, đừng khóc. Mẹ không khóc, mẹ chỉ hơi buồn thôi. Sao người lớn cứ luôn khẩu xà tâm Phật thế? Bởi vì mẹ phải bảo vệ con. Ba của con không thể là người đàn ông làm lại nghề đó được. Lạc Lạc, ba siêu nhân của cậu đâu? Ba vẫn luôn đi làm nhiệm vụ, không rảnh đến đây. Lạc Lạc, cậu nói dối. Mình không có. Vậy ba siêu nhân của cậu đâu? Sao chú ấy chưa từng xuất hiện? Là chú không cần cậu, hay là cậu vốn dĩ không có ba? Cậu nói bậy. Hoa Hoa, vậy sao đừng chơi với Lạc Lạc nữa? Vì cậu ấy không có ba đâu. Không phải. Loại tạp chủng nhà mày, đừng đụng vào con của tao. Sao cô có thể đẩy một đứa bé như vậy? Là con cô động thủ trước. Nói mới thấy, hoạt động lần nào cũng chỉ có cô đến. Tôi thấy thằng nhóc này chỉ là đứa con riêng, không được ba nói dạy dỗ tử tế. Mồm miệng cô sạch sẽ chút đi. Tôi nói sự thật thôi. Đứa trẻ không có ba dễ học hư. Học cùng với đại tráng nhà tôi, tôi sợ nó làm hư đại tráng nhà tôi mất. Lạc Lạc không phải đứa trẻ hư. Hoa Hoa, ngày nào Lạc Lạc cũng đi bộ đến lớp. Cậu ấy không có ba, ngay cả xe cũng không mua được. Vậy thì đã sao? Chúng ta không thể chơi với người nghèo, sẽ nhiễm mùi nghèo nàn của họ. Về sau mình sẽ kiếm thật nhiều tiền. Mơ đi. Loại không có ba như mày, về sau chỉ làm công cho con trai tao thôi. Lạc Lạc, chúng ta không nghe thấy mấy người đó nói lung tung. Nhưng họ nói đúng mà, con không có ba. Thì ra thực sự chỉ có mẹ. Loại tạp chủng không ba, vừa nghèo vừa thích gây rối. Cô thấy ở trước mặt bọn nhỏ nói như vậy có thích hợp hay không? Để bọn nhỏ sớm nhận biết thì có gì không tốt. Loại nghèo nàn trẻ mạt, đứa trẻ của một gia đình đơn thân luôn bất hạnh. Khóc lóc nhìn thương ghê. Lạc Lạc, không khóc.
Con sẽ tìm ba. Lạc Lạc, Lạc Lạc, bà siêu nhân. Xin lỗi, ba đến muộn rồi. Nào, bay lên. Đi thôi. Bay lên. Hạ cánh thôi. Lạc Lạc không nói dối, ba cậu ấy là siêu nhân. Mẹ ơi, con cũng muốn có ba siêu nhân. Siêu nhân gì chứ, mấy trò lừa trẻ con thôi. Thì ra nhóc này có ba, nhưng mà lại là người ba lừa gạt. Cô là ai? Tôi là mẹ của Dương Đại Tráng. Ba của Đại Tráng ấy có cửa hàng 4S lớn nhất trong dân thành này. Tiền kiếm ra tiêu không hết, còn chuẩn bị quyên góp cho trường mầm non gốc thư viện nữa. Bán xe thôi mà, có gì to tát đâu. Xe chồng tôi bán toàn là loại xe cao cấp trị giá mấy trăm vạn. Anh cũng chỉ là cộng hành thôi. Cô có loại xe này sao? Xe anh thuê chứ gì. Nếu không sao con của anh sao phải đi bộ đến trường mỗi ngày? Không được nói ba con như vậy. Ba là siêu nhân giải cứu thế giới. Siêu nhân gì chứ, một tên nghèo nàn mà thôi. Để diễn được vai siêu nhân hôm nay chắc tốn kém lắm nhỉ. Cô giáo, loại phụ huynh không có tố chất như này cô không nói gì sao? Tố chất gì ở đây? Có tiền chính là có tố chất. Có bản lĩnh thì nhà anh cũng quyên góp cho trường cái gì đó đi. Loại người thấy tiền sáng mắt, phẩm chất kém như cô sao có thể làm giáo viên được vậy? Xem ra cả cái trường mầm non này phải đóng ít hôm để điều chỉnh lại thôi. Ba Lạc Lạc, anh có biết đây là trường mầm non dưới trướng Thịnh Thế không? Một kẻ như anh nói đóng là đóng à? Anh nghĩ mình là chủ tịch Thịnh Thế chắc? Alo, trường mầm non bên Bắc Thành đóng cửa toàn bộ, điều chỉnh nội bộ. Nói mà không biết ngượng. Để tôi xem trường mầm non này bao giờ mới đóng cửa. Mẹ Đại Tráng yên tâm đi, có Thịnh Thế chống lưng không đóng được đâu. Ba cậu không phải siêu nhân, là đại lừa đảo. Hạ Lạc Lạc, cậu là tiểu lừa đảo. Còn dám động tay, tôi sẽ cho cháu không đi học được nữa. Ai dám không cho con tôi đi học? Ba sống nhỏ, sao giờ anh mới đến? Ở đây có người bắt nạt con anh nè. Ai có cái gan đấy? Là hắn. Là ngài. Long sinh long, phượng sinh phượng. Con trai của kẻ nghèo cũng chỉ đánh vậy. Cả nhà này không có thứ gì tốt đẹp hết. Ba sống nhỏ, sao anh lại đánh em? Con vợ đáng chết. Đây là khách VIP của 4S. Vừa mới mua xe ở chỗ tôi. Hoa hồng đủ cho mẹ con cô ăn cả năm đấy. Sao? Lẽ nào là chiếc xe ngoài cửa? Chính là nó. Cô dám nhục mạ khách của tôi. Hai mẹ con cô muốn ăn không khí à? Xin lỗi, là vợ con tôi không hiểu chuyện. Tôi sẽ dạy dỗ nghiêm ngặt hơn. Xin lỗi vợ và con trai tôi nữa. Mau cúi đầu nhận sai. Vô liêm sỉ, ai là vợ anh chứ? Tôi xin lỗi. Cái đó tôi vừa mới ngữ khí không tốt lắm. Sao cơ? Trường đóng cửa điều chỉnh nội bộ. Sao vậy cô giáo? Hiệu trưởng nói Thịnh Thế muốn đóng cửa trường học này. Tôi bị đuổi việc rồi. Vậy Đại Tráng nhà tôi phải làm sao? Làm sao đây? Mấy đứa nhỏ đi học ở đâu bây giờ? Con nhà tôi thì sao hả? Trừ Đại Tráng, các học sinh khác sẽ được miễn phí nhập học vào trường quý tộc Thịnh Thế. Cái gì? Tốt quá. Vậy chúng tôi được lợi quá rồi. Thật sự tốt quá. Ba Lạc Lạc, tôi sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi. Loại vợ vô dụng nhà cô. Ngài cố, vợ và con tôi đã xin lỗi rồi, ngài còn muốn thế nào ạ? Lời xin lỗi của các người tôi đây đã nhận. Không có thời gian để ý các người nữa. Tôi phải đưa vợ con tôi đi hóng gió. Nào, đi thôi. Tiểu Hoa, tạm biệt. Cố tổng. Ngài cố. Lạc Lạc, ba đưa con về nhà. Nguyễn Tinh, hôm nay con là đứa bé hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cảm ơn anh. Không cần khách sáo. Cảm ơn chú. Lạc Lạc, chỉ cần con đồng ý, chú có thể làm ba con. Nguyễn Tinh dạy con làm người phải thành thật. Con muốn nói thật. Con biết chú không phải ba. Con cũng biết ba không phải siêu nhân. Nguyễn Tinh sợ con buồn nên mới gạt con. Lạc Lạc, nhưng con không biết sao ba lại không cần con và mẹ. Nhưng con đã có người mẹ tốt nhất thế giới. Vậy là đủ rồi. Lạc Lạc ngoan, mẹ cũng muốn nói thật. Thật ra mẹ đã tìm được ba con rồi. Thật sao? Lạc Lạc, con muốn nhận lại ba mình không?
Dạ muốn. Nhưng nếu ba trở về, có phải chú phải đi không? Không phải. Cô thật sự cho người đàn ông đó quay về đây sao? Không phải. 5 năm qua hắn có tìm hai người không? Hắn có cho hai người một đồng nào không? Hắn không xứng là ba Lạc Lạc. Anh thì biết gì chứ? Anh cứ ở đó nói bừa thôi. Cô còn muốn bảo vệ hắn? Khốn kiếp, người đó là anh đấy. Đừng cãi nhau nữa. Lạc Lạc ngoan, con về phòng đi. Dạ vâng. Chuyện người lớn con không tiện nhúng tay. Không được cãi nhau nhé. Hạ Quyển Tinh, nếu người đàn ông đó thật sự quan tâm cô thì sẽ không để cô đến đòi tiền tôi. Đúng, tôi đúng là không nên đòi tiền anh. Một trai bao danh, tôi có thể mong đợi điều gì chứ? Cô không mong đợi tôi, cô mong đợi người đàn ông tệ bạc đã phủi đích bỏ đi 5 năm kia sao? Không phải lỗi của anh ấy, là tôi. Đúng, 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 tôi không muốn nghe. Cô thích hắn như nào, cô yêu hắn như nào? Tôi không yêu anh ta, cũng không phải. Tôi Hạ Quyển Tinh, cô có trái tim không? Cô không biết tôi đối với cô. Anh thế nào với tôi? Lẽ nào anh thích một người phụ nữ trong mắt chỉ có tiền như tôi? Không thể nào, anh chỉ thích Lạc Lạc thôi. Tóm lại, tôi không cho phép cô đi tìm tên tệ bạc đó. Dựa vào đâu? Anh biết người đó là ai không? Tôi không biết, vậy cô nói đi. Anh ta là... Nói. Người đàn ông đó là... Alo, sao vậy? Tiểu tử thối gan quá nhỉ. Ngay cái điện thoại của mẹ cũng dám tắt. Con sai rồi, con sai rồi. Mẹ về nước rồi, mau đến sân bay đón mẹ. Không phải, mẹ là phu nhân nghìn tỷ. Mẹ có quản gia, có tài xế riêng. Mẹ tìm con làm gì? Mẹ nhớ con không được sao? Con, cô làm gì vậy? Anh gọi điện cho ai vậy? Cô để ý à? Trị giá nghìn tỷ, phu nhân, người bao nuôi anh đúng không? Hạ Quyển Tinh, người xuất hiện bên cạnh tôi, cho dù là nam hay nữ, bọn họ đều có thể là khách của tôi, đều có thể làm kim chủ tôi đúng không? Không phải à? Đúng, chính là phu nhân, chính là phú bà đó, là người mặc áo xanh tối hôm đó cô giới thiệu cho tôi, cô hài lòng chưa? Vậy chiếc xe hôm nay anh đi cũng là của bà ta tặng. Đúng, bà ấy đã tặng xe cho tôi nhờ phúc cô hết đấy, cảm ơn cô rất nhiều. Loại người thân thể không sạch sẽ như anh mà còn muốn làm ba của Lạc Lạc, anh nằm mơ đi. Tôi nằm mơ, tôi tự đa tình, tôi đi là được. Đi đâu? Tìm phú bà. Anh sao vậy ạ? Ba con chạy theo người khác rồi. Mẹ, lần này mẹ cố Yến, mẹ tính ở lại bao lâu? Thằng nhóc thối, mẹ vừa về đã mong mẹ đi rồi sao? Ý con không phải thế. Con trai, đừng trách mẹ nhiều chuyện. Lần này mẹ về là để giám sát vì con tìm vợ. Mẹ, con vẫn còn nhớ con bé Giao Giao chứ? 5 năm trước mẹ đã sắp xếp ổn thỏa cho các con ở trong giả sắc. Ai mà ngờ con bé Giao Giao đó hôm sau liền bỏ trốn, làm cho con trai mẹ si mê đến giờ vẫn còn đợi con bé. 5 năm trước là mẹ bỏ thuốc sao? Là Giao Giao bảo mẹ làm mà. Con bé nói con quá nghiêm túc, không chịu tiến thêm bước nữa, nên mẹ nhất thời nóng lòng muốn thúc đẩy các con. Trời ơi mẹ, tuy nói bọn con là thanh mai trúc mã, nhưng con thật sự không hề thích cô ấy một chút nào. Vậy sao con không nói sớm? Có phải mẹ phá hỏng chuyện của con rồi không? Cũng không phải tệ, vô tình quen được người phụ nữ ngốc Hạ Quyển Tinh đó. Mẹ, việc này sau này mẹ đừng lo nữa được không? Vậy khi nào mẹ mới có thể bế cháu trai đây? Phu nhân, thiếu gia, có người phụ nữ kỳ lạ đuổi theo sau xe. Hạ Quyển Tinh. Ai vậy? Người phụ nữ điên ở đâu ra vậy? Con trai, có phải con bên ngoài nợ phong lưu hay là thiếu tiền người ta không? Con không có. Vậy tính sao đây? Dừng xe. An Nghiên, anh đừng đi. Thiếu anh em làm sao sống được? An Nghiên. Dừng xe. Gọi ai là An Nghiên vậy? Có xấu hổ không hả? An Nghiên. Anh không đi với phú bà đó nữa sao? Không phải lúc trước cô ghét tôi làm trai bao à? Sao lại khóc rồi? 50 vạn này một đồng em cũng chưa tiêu. Ý cô là trả nó lại cho phú bà kia. Chúng ta sau này không làm trai bao nữa. Tôi không làm. Tôi nuôi cô sao? Em nuôi anh. Tôi rất đắt đó. Em sẽ cố gắng mà. Ngốc à, anh không cần tiền của em. Hơn nửa năm năm nay anh chỉ có mình em thôi. Vì kinh doanh của anh kém vậy hả? Anh bán nghệ không bán thân được chứ. Bán cuộc sống của mình cũng chỉ bán cho một mình em. Sao anh không nói sớm chứ? Em muốn thú nhận với anh một chuyện. Chuyện gì vậy? Ba của Lạc Lạc là ai?
Việc này hôm nay em nhất định phải nói cho anh biết. Hắn ta là ai không quan trọng. Bất kể hắn ta là ai, em và Lạc Lạc sau này đều là của anh. Anh có thể nghe em nói hết được không? Việc liên quan đến người đó, anh không muốn nghe. Vậy nếu em nói người đó là anh thì sao? Em nói gì? Lạc Lạc là con trai ruột của anh. Thật sao? Lúc trước là do em không đúng. Không nên ghét bỏ thân phận của anh, liền ngăn cản hai người nhận nhau. Sau này không được lừa anh nữa. Vậy anh cũng không được lừa em. Nếu anh để em biết được anh lừa em thì anh chết chắc. Giờ không phải lúc để nhận lại thân phận. Đợi qua mấy hôm nữa cho cô ấy một bất ngờ. Ừ. Về thôi. Nguyễn Tinh, gần đây gặp phải chuyện gì à? Sao mày vui thế? Tôi nói cô nghe, tôi hiện tại chồng con, nhà cửa đều có rồi. Cô có con rồi, được 5 tuổi rồi. Rất ngoan đó. Trùng hợp, cố tổng của chúng ta cũng có vợ con. Hả? Anh ta điên điên khùng khùng mà vẫn có vợ hả? Đừng nói bậy, không muốn làm việc nữa hả? Cố tổng vừa đẹp trai vừa có tiền, có người phụ nữ nào không yêu chứ? Đáng tiếc không tới lượt chúng ta. Cô nói anh ta lớn lên đẹp trai như vậy, sao tôi chưa từng gặp qua? Thật sự đẹp như mọi người nói sao? Đẹp trai hơn cả ngôi sao trên TV. Chắc chắn không đẹp trai bằng Cố Nghiên nhà tôi. Nói mới nhớ tôi có ảnh. Một nhà ba người, đâu ra vậy? Xem nào. Là do đồng nghiệp của tôi chụp ở trường mầm non. Có muốn xem không? Đưa xem nào. Tôi không cho người khác xem đâu. Tôi muốn xem cố tổng này rốt cuộc trông như thế nào. Trong thời gian làm việc còn làm gì vậy? Chào chủ quản. Hạ Nguyễn Tinh. Có việc gì? Thái độ của cô là sao? Cô đã được thông báo trở lại vị trí cũ. Bây giờ đi báo cáo đi. Thật sao? Không muốn đi, có thể không đi. Đi chứ, bây giờ sẽ đi. Lúc nãy xem gì vậy? Đưa điện thoại ra đây. Mau đưa tôi. Đây là... Là cố tổng cùng vợ con anh ấy. Nói bậy, cố tổng còn chưa kết hôn mà. Tình nhân và đứa con quan. Anh đừng có nói cho người khác. Còn cần cô nhắc sao? Miệng của tôi ấy chặt nhất trong các công ty này đấy. Bóng lưng này đúng là cố tổng rồi. Hay cho một con hồ ly tinh có thể giải quyết cố tổng. Cô ta muốn mẹ nhờ con sao? Người phụ nữ này là ai? Làm xong sớm, về ăn cơm sớm. Cả ngày làm việc vất vả rồi. Nói cho anh một tin tốt. Em được phục chức rồi. Còn tăng lương nữa. Cách làm việc của giám đốc Dương cũng không tệ lắm. Chúc mừng em. Có phải anh đã quay về Dạ Sắt tìm cao tổng giúp đỡ rồi không? Tuyệt đối không có. Anh đã hoàn toàn vạch ra ranh giới với công việc trước đây rồi. Vậy không lẽ cố tổng biến thái đó tự nghĩ thông suốt rồi? Có khả năng nào cố tổng không phải là biến thái không? Anh không thấy lạ sao? Anh ta chèn ép em rồi lại thăng chức cho em. Đúng là nắng mưa thất thường. Em biết rồi. Anh ta nhất định là thích em. Làm vậy để thu hút sự chú ý của em. Chắc chắn là vậy rồi. Sao anh bình tĩnh thế? Em biết rồi. Anh cảm thấy cố tổng thích em nên anh ghen rồi. Sao anh phải tự ghen với chính mình? Đó không phải chứng minh là người phụ nữ của anh rất hấp dẫn sao? Đúng vậy. Nhưng anh yên tâm, em không có hứng thú với anh ta. Anh xem anh ta kìa, một người nắng mưa thất thường, hơn nữa cuộc sống riêng tư không ổn. Cuộc sống riêng tư không ổn. Anh biết không, hiện nay khắp công ty của em đang lan truyền một tin tức. Cố tổng ở bên ngoài nuôi một người phụ nữ, còn sinh ra một đứa bé nữa. Có lẽ hai người họ là tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực mà chưa kết hôn. Em yên tâm, đợi thời cơ đến, anh nhất định sẽ cưới em về nhà. Em đang nói về cố tổng, anh ở đây cầu hôn cái gì? Đúng rồi, anh tìm việc ra sao rồi? Anh đã nộp hồ sơ, nhưng bọn họ không để ý tới anh. Anh tính ngày mai sẽ đi xem thế nào. Không sao, anh vừa mới đổi việc nên giảm bớt yêu cầu lại. Ví dụ như là có thể sửa mấy điều hòa hay là thông cống. Việc này anh không làm được. Anh nghe rõ chưa? Được thôi. Ngoan. Cố tổng, chuyện này phải xử lý thế nào đây? Tôi hiểu rồi, sa thải người tung tin đồn. Đi rửa tấm ảnh này đi. Đóng khung lại, gửi đến nhà tôi. Hả? Hả gì mà hả? Ảnh gia đình hiểu không? Cả gia đình tương thân tương ái. Mau đi. Vâng.
Bây giờ sao? Nhưng tôi phải gửi một thứ. Hạ tiểu thư, cô có thể gửi giúp tôi món đồ này không? Được thôi. Cái này tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô sau, và cả mật mã mở cửa nữa. Cảm ơn cô nhiều. Không cần đâu, anh đã giúp tôi và Cố Nghiên rất nhiều. Tôi còn chưa kịp cảm ơn anh. Cái này là gửi đến đâu vậy? Nhà Cố tổng. Tôi đi gửi có vẻ không hợp lý cho lắm. Rất hợp lý đó. Tôi đi đây. Nhiều ngày ngủ ở sofa, thắt lưng muốn gãy luôn rồi. Không được, phải nhanh chóng đón Nguyễn Tinh và Lạc Lạc qua đây, ở cùng với mình thôi. Nhưng mà nhà này ở ba người có phải là quá bé rồi không? Đây chắc là nhà Cố tổng rồi. Sớm biết là đưa đồ cho hắn, mình đã từ chối rồi. Không hổ là chủ tịch Thịnh Thế, dầu nước đố đổ chết. Ai vậy? Chết tiệt, có Cố tổng ở nhà. Cố tổng, cái này là... Sao em lại ở đây? Sao anh lại ở đây? Em đến đây để gửi đồ hộ trợ lý Cao. Tiểu Cao còn dám sai khiến em sao? Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là sao anh ở đây vậy? Anh... Em biết rồi. Không ngờ. Xin lỗi. Anh không nên. Xin lỗi cái gì chứ? Không gì phải xấu hổ hết. Em chỉ không ngờ rằng anh nhanh như vậy đã nghe theo lời khuyên của em thôi. Đi làm công. Không phải anh tới đây để sửa chữa sao? Anh đây là đến sửa điều hòa hay đến thông cống vậy? Anh sửa sofa. Anh còn biết làm nghề này hả? Thật lợi hại. Nhưng mà anh biết nơi này là đâu không? Là đâu? Đây là nhà của chủ tịch Thịnh Thế. Thật trùng hợp, lần đầu tiên anh nhận công việc, liền nhận được công việc từ chủ tịch của em. Trong nhà này còn được gặp em ở đây. Em cũng không ngờ là anh ta thực sự quá trùng hợp rồi. Sửa chữa này. Anh làm gì vậy? Cái gì? Cái gì là làm cái gì? Chủ tịch của bọn em rất sạch sẽ, anh đứng dậy mau, nếu không thì chết chắc. Không sao, không sao, em cũng ngồi đi, ngồi đi. Em không đùa với anh đâu, em đã thấy tính tình của chủ tịch. Một khi anh ta tức giận sẽ đứt biến thái đó. Mình không phải, mình không có. Mau đứng dậy đi. Như vậy chắc sẽ không bị trừ tiền đâu. Được rồi, anh bắt đầu đi. Bắt đầu gì cơ? Sửa sofa đó. Đồ em gửi đến rồi, em về trước đi. Không cần, đây là công việc đầu tiên của anh. Em muốn ở bên anh, động viên anh. Không cần đâu. Bắt đầu đi. Sofa. Anh nói thật nhé, anh không biết sửa. Em biết mà. Em biết sao? Thật sự xin lỗi anh. Em không nên ép anh, tạo áp lực cho anh. Không nên nhận khách thay anh. Không sao. Từ nay về sau, em sẽ không bao giờ ép anh nữa. Sau này em sẽ kiếm tiền. Vậy chẳng phải anh trở thành một người đàn ông yếu đuối sao? Sao lại gọi là đàn ông yếu đuối được? Đây, gọi là giúp đỡ nhau. Anh là người đàn ông của em, sau này em sẽ nuôi anh. Em nguyện ý mà. Đây là câu nói hay nhất mà anh từng nghe. Sao vậy? Làm vậy ở nhà người khác hình như không ổn cho lắm. Đây là nhà của anh. Hơn nữa còn là nhà của tên biến thái này. Phải cẩn thận chút. Sau này cũng sẽ là nhà của em. Không được nói xấu Cố tổng sau lưng nữa. Em nói chút có sao đâu. Anh ta cũng đâu có nghe thấy. Một chữ cũng không sót. Đúng rồi, anh cho em xem một thứ. Có đẹp không? Đẹp thật. Thử xem. Em đeo á. Thử cũng đâu mất tiền đâu. Đây là đồ cổ của con dâu Cố gia. Cái này nhìn đắt quá. Lỡ như bị gia đập, khuynh gia bại sản cũng không đền nổi đâu. Cẩn thận một chút là được rồi. Không sao, cứ nghe anh. Rất hợp. Đúng là rất hợp. Nhưng đó không phải là của em. Tiêu rồi. Sao lại có người về rồi? Ai đó? Có phải Cố tổng của chúng ta về rồi không? Không xong rồi. Không sao. Làm sao đây? Tháo chiếc vòng này ra đi. Đi qua đây với anh, tin anh. Được, để em chút. Đi thôi. Vào trong đi. Như vậy không ổn cho lắm. Cô Yến. Khương Giao. Cô.
em về rồi, sau này em sẽ không đi nữa. Cô nói với tôi những điều này làm gì? Vào đây bằng cách nào? Bác gái đưa chìa khóa cho em. Khương Giao diễn viên múa. Mẹ tôi không phải kim bài miễn tử của cô. Tôi cảnh cáo cô, sau này không được tùy ý vào nhà tôi nữa. Cô Yến, anh đừng như vậy. Đừng có được voi đòi tiên. Việc của 5 năm trước tôi vẫn chưa tính sổ với cô đâu. Em không nên để bác gái bỏ thuốc. Nhưng em không có ý xấu, em chỉ là thích anh. Nhưng tôi không thích cô. Không thể nào, chúng ta lớn lên cùng nhau. Anh vẫn luôn chăm sóc em. Khương Giao, tôi chỉ xem cô như em gái thôi. Em không tin, một chút tình cảm anh cũng không có. Tôi thật sự không có tình cảm nam nữ với cô. Cánh cửa của nhà giàu thật tốt, không nghe được tiếng gì hết. Không biết bên ngoài có chuyện gì. Cố tổng sẽ không bởi vì anh ấy không biết sửa sofa mà làm khó anh ấy chứ. Không phải như vậy. Anh lừa em. Khương Giao, không thể để anh ấy ở ngoài một mình. Tôi rồi. Cái này vẫn chưa tháo ra được. Nếu để cố tổng nhìn thấy là nói mình ăn cắp nữa. Trong phòng có người. Không có. Vậy âm thanh lúc nãy. Được thôi, việc hôm nay tôi coi như chưa từng xảy ra. Cô mau đi đi. Không, em không muốn anh làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Em muốn anh biết là em yêu anh. Tôi không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với cô. Cô hiểu không? Có phải anh có người phụ nữ khác rồi không? Đúng, tôi có người yêu rồi. Là con hồ ly tinh nào? Cô ăn nói cho cẩn thận. Cô ta là con tiện nhân. Nhất định là cô ta đã quyến rũ anh. Ngược lại là tôi thích cô ấy trước. Anh nhất định đã bị cô ta mê hoặc rồi. Cô ta đang ở đâu? Cô ta là ai? Tôi sẽ không nói cho cô biết đâu. Mau đi đi. Vậy em sẽ tự tìm. Cô ta đang ở bên trong đúng không? Khương Giao. Không xong rồi. Cái này bị dở rồi. Mình làm sao ăn nói với cố tổng đây? Cô là ai? Cô là ai? Anh giấu tình nhân trong nhà hả? Không phải, việc này không liên quan tới anh ấy. Cô chính là con hồ ly tinh quyến rũ Cố Yến sao? Cô nói là chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế Cố Yến. Còn Cố Yến nào khác sao? Đừng giả ngốc. Có chứ, người đàn ông của tôi cũng tên là Cố Yến. Tôi nghĩ cô nhầm rồi, tôi và Cố tổng rất trong sạch. Trong sạch cái khỉ gì? Tôi là nhân viên của anh ấy, đến đưa đồ cho anh ấy thôi. Đồ gì? Đây. Sao em lại bất cẩn thế? Có bị thương không? Không sao, trước mặt người ngoài như vậy không ổn lắm. Hai người, cô chắc là bạn gái của cố tổng rồi. Tôi với anh ấy thật sự không có quan hệ gì hết. Vậy hai người bây giờ đang làm gì vậy? Tôi đến đưa đồ. Vậy tôi đi trước. Đợi đã. Đúng rồi, tôi sẽ đưa anh ấy đi cùng. Sẽ không làm phiền cô nữa. Đi thôi. Đưa đến thứ đồ gì đây? Em làm gì vậy? Chạy trốn. Anh và Lạc Lạc cũng mau dọn đồ đi. Chạy gì mà chạy? Hôm nay chúng ta ở nhà cố tổng. Làm chuyện như vậy chúng ta chết chắc. Không chết được. Mặc dù hôm nay cố tổng không có ở nhà, nhưng chúng ta đã đắc tội với người phụ nữ của cố tổng. Chỉ cần cô ấy qua đó thổi gió bên tai, anh và em đều tiêu đời. Đó không phải là người phụ nữ của cố tổng. Sao anh biết? Lúc em ở trong phòng, hai người đã thầm thì gì vậy? Anh không bị thương chứ? Anh không sao. Anh không sao, yên tâm đi. Không sao. Mẹ ơi, sao cái vòng tay này vẫn còn ở đây? Thật sự sắp xong đời rồi. Được rồi, được rồi. Em không tháo ra được thì đừng tháo nữa. Đeo nó đi. Anh chưa từng thấy qua bàn tay sắt đá của cố tổng đâu. Nếu không trả lại, em thật sự phải vào tù đó. Tối mai trả lại là được chứ gì? Tối mai, cuộc họp thường niên của Thịnh Thế. Trả trước mặt luôn hả? Trả trước mặt luôn. Anh thật sự không muốn sống nữa à? Em yên tâm đi, anh sẽ giải thích với anh ta, đảm bảo không sao. Anh là muốn tìm trợ lý Cao giúp đỡ sao? Bí mật, tối mai em sẽ biết thôi. Hà tiểu thư, chúng ta nói chuyện chút. Tiểu thư, chuyện hôm qua là tôi không đúng. Tôi đến đây không phải vì chuyện này. Vậy còn chuyện khác nữa sao? Tôi đã đến Thịnh Thế nghe ngóng rồi. Mọi người đang truyền tin cố Yến đã có vợ và con. Liên quan gì tới mình chứ? Người phụ nữ đó là cô sao? Hả?
Không phải, trong này có 500 vạn, rời xa anh ấy. Nhiều tiền vậy sao? Tôi nghĩ cô có hiểu nhầm gì rồi không? Cô biết tôi là ai không? Không biết. Vậy cô nghe rõ đây, tôi là một vũ công ba lê nổi tiếng thế giới. 5 năm qua trên sân khấu, tôi đều là nữ chính. Thật lợi hại. Vì vậy, nữ chính bên cạnh Cố Yến cũng nhất định phải là tôi. Đúng. Cô rốt cuộc có nghe nghiêm túc hay không vậy? Tôi và Cố Yến lớn lên cùng nhau, tôi rất hiểu anh ấy. Vì thế, chỉ có tôi mới xứng với anh ấy. Nhưng việc này có liên quan gì tới tôi sao? Đừng giả ngốc nữa. Tôi biết Cố Yến bị cô quyến rũ. Tôi xác nhận lại chút. Cố Yến mà cô nói là Cố Yến của tập đoàn Thịnh Thế sao? Đương nhiên. Vậy cô nghĩ nhiều rồi. Tôi và chủ tịch đều chưa gặp mặt nhau, lấy đâu ra quyến rũ? Cô còn giả giờ Hạ Quyển Tinh. Loại phụ nữ như cô tôi đã thấy nhiều rồi. Tôi là loại phụ nữ nào? Một lòng một dạ muốn trèo lên giường, cố gắng trèo càng cao. Loại phụ nữ ham tiền. Loại phụ nữ như cô tôi biết rõ nhất. Rút lại lời nói của cô đi. Sao vậy? Làm việc bẩn thỉu còn sợ người khác nói. Con trai mấy tuổi rồi, không phải con trai mình lạc lạc sao mình biết được? Thật ra tôi cũng không để ý, chỉ là muốn biết cô ở bên Cố Yến bao lâu rồi. Ông nói già bà nói dịch. Nếu không còn chuyện gì khác, vậy tôi đi trước đây. Bị tôi nói trúng rồi sao? Muốn dựa vào con trai? Nằm mơ đi. Mang theo đứa con tạp chủng của cô, cút đi. Cô nói lại lần nữa xem, tôi nói sai sao? Nếu như Cố Yến thật lòng đối xử tốt với mẹ con cô, anh ấy sẽ không để cho hai người ở ngoài đâu. Theo như lời cô nói, vậy không phải lỗi của Cố tổng sao? Người ta đều sinh con cho hắn rồi, hắn lại không cho người ta danh phận. Người hạ đẳng thích những điều kỳ lạ. Có con rồi thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là đồ chơi giải trí của người giàu. Thích thì nuôi, chán rồi thì đưa một nắm tiền đuổi đi. Cô có biết là mẹ đơn thân vất vả lắm không? Vất vả? Chẳng lẽ không phải tự làm tự chịu sao? Ảo tưởng dùng đứa trẻ để níu giữ người đàn ông. Mấy bà mẹ đơn thân như cô tôi thấy nhiều rồi. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Sau này đứa con lớn lên rồi cũng sẽ là hạng người lừa đảo. Cô thật hẹp hòi. Tôi không phí lời với cô nữa. Người Cố Yến cưới nhất định sẽ là tôi. Còn cô, cầm số tiền này cùng với đứa con của cô, đi càng xa càng tốt. Tôi sẽ không cho cô được như ý đâu. Nguyễn Tinh, tại sao chúng ta lại mặc đẹp như vậy ạ? Ngồi đi. Đi cùng với mẹ tới một nơi. Đi làm gì ạ? Đi thay trời hành đạo. Con không hiểu. Là như vậy, có một người mẹ không quen biết, nhưng người đó và đứa bé rất đáng thương. Bọn họ bị người ta bắt nạt, chúng ta sẽ thay họ đòi lại công bằng. Vậy con nên làm gì? Con hả? Lúc đó con sẽ diễn kịch với mẹ. Chúng ta sẽ chuồn đi sau khi diễn xong. Chúng ta sẽ đến thành phố khác để sinh sống. Lại phải chuyển nhà sao? Nếu không đi sẽ bị Cố tổng truy sát. Mẹ xin lỗi lạc lạc, do mẹ quá tùy hứng rồi. Không sao đâu mẹ, chỉ cần có thể ở cùng Nguyễn Tinh và ba nữa, đi đâu cũng được. Nhưng mà chúng ta đến cuộc họp thường niên của Thịnh Thế, không thể nói với ba con. Khi ba con hỏi thì nói là chúng ta đi chợ rồi. Con biết rồi. Ai vậy? Khí thế thật, đẹp thật. Đẹp quá. Ai vậy? Chào buổi tối. Mọi người cứ thoải mái. Đây không phải là vũ công Khương Giao sao? Hôm nay tôi đến không phải với thân phận diễn viên Khương Giao, mà là với thân phận vị hôn thê của Cố Yến. Nghe nói Cố tổng có một thanh mai trúc mã. Không phải là cô ấy chứ? Trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Sao cô ấy lại đến đây? Vậy người phụ nữ và đứa bé Cố tổng nuôi bên ngoài tính sao? Tính cái gì? Cô Khương mới chính là lựa chọn phù hợp với Cố tổng. 5 năm này tôi không ở đây, chó mèo gì đấy cũng dám vọng tưởng giành Cố Yến à? Nhưng giờ tôi về rồi, Cố Yến sẽ chỉ là người của một mình tôi. Đúng đúng đúng. Không đúng. Cô, có con rồi sao? Cô mang theo con đến đây làm gì vậy? Đến để ăn tiệc. Xin chào. Cuộc họp thường niên không thể mang theo người nhà. Cô tính làm càn à? Các người không thể, nhưng tôi thì có thể. Tại sao? Tại vì tôi là người phụ nữ của Cố tổng. Con là con của Cố tổng.
Mọi người chưa từng nhìn thấy người tình của cố tổng. Xin lỗi nha, tôi không có ý mạo phạm. Tôi chỉ muốn lấy lại công bằng cho cô và đứa bé, ngăn chặn cố tổng và Khương Giao ở bên nhau. Hà Quyến Tinh, cô điên rồi phải không? Cô không sợ bị đuổi việc sao? Cô Khương xin chào, lại gặp mặt rồi. Không phải tôi bảo với cô đem con của cô cút đi hay sao? Tôi hình như chưa đồng ý, nhưng cô nhận tiền rồi. 500 vạn. 500 vạn. Cô nói là thứ này sao? Rơi ở quán cà phê rồi. Cô chơi ít sao? Cô muốn bao nhiêu? Có thêm đi nữa cũng không thể so sánh với gia đình Cố Yến. Cô nghĩ tôi ngốc à? Cô là đồ đàn bà xấu xa tham lam. Nghe như vậy, Quyển Tinh hình như là người phụ nữ của cố tổng. Kinh khủng thật. Quyển Tinh còn đói rồi. Ăn đi, ăn món gì cũng được. Ở đây đều là của ba con. Cô... cô là đồ đàn bà xấu xa tham lam. Cô Khương, phiền cô khi nói chuyện nên chú ý hình ảnh chút. Dù sao cũng là người của công chúng, cô đáng bị nói như vậy. Tiểu Tam, cô có bị nhầm không? Con của tôi với cố tổng đã lớn như vậy rồi, còn cô, đến cửa cũng không có. Cuối cùng thì ai mới là Tiểu Tam? Tôi và Cố Yến quen nhau từ nhỏ, cô mới là người đến sau. Tình cảm không phân biệt đến trước hay đến sau. Hai người có yêu nhau không? Thằng bé lớn như vậy rồi, Cố Yến vẫn chưa đón hai người về Cố gia. Đó là do tôi không vội kết hôn. Cô đừng có tự lừa bản thân nữa. Cô Yến không hề yêu cô. Anh ấy ở bên cô chỉ để giải trí thôi. Vậy hai người quen nhau bao lâu rồi? 20 năm. Hơn 20 năm. Cố tổng cũng không cầu hôn cô. Chứng tỏ điều gì? Chính là cô tự mình đa tình. Cô nói bừa. Cố tổng ấy yêu tôi yêu đến chết đi sống lại. Nhìn đi, hôm qua vừa tặng cho tôi đấy. Cô Khương, cô đừng nghe cô ta nói bậy. Đừng để cô ta lừa. Cô xem, đây là một cái vòng tay rách nát. Liền nói là cố tổng tặng. Thứ đồ linh tinh này của cố tổng ư? Đây chính là cố nghiên tặng tôi. Đây là câu nói thật duy nhất tôi nói trong tối nay. Cô chứng minh nó đi. Đồ giả thì có, sao cố tổng lại có chiếc vòng tay cũ kỹ như vậy? Cũng không thể nói mình trộm từ nhà cố tổng được. Nói dối vậy, đồ cũ là đúng rồi. Đây chính là vật gia truyền của cố gia. Thời đại nào rồi, còn có vật gia truyền nữa? Cô xem cô kìa, không phải là hàng giả mua ở chợ. Còn dám đem ra đây lừa người. Đồ của tôi là đồ thật. Sao vậy? Bác gái, bác đến rồi. Giao giao, cô ta dám bịa đặt như cố Yến. Cô bịa đặt như con trai tôi. Con trai, đây là mẹ của cố Yến, cũng là người thương tôi nhất. Chào phu nhân. Có chút quen mắt, hình như có gặp cô ở đâu rồi. Bác gái, cô ta nói cố Yến tặng đồ gia truyền của cố gia cho cô ta. Nhật gia truyền, cố tổng không bao giờ tặng đồ tầm thường như vậy. Để tôi xem. Con xin lỗi, đây không phải là đồ cố gia tôi. Chỉ truyền lại cho con dâu tương lai thôi sao? Bác gái nói gì vậy? Mèo mù nhớ được cái ráng. Đây đúng là vật gia truyền của cố gia ta. Cô gái này không nói dối. Dòng này là ta cho Yến Nhi, bảo nó nhanh chóng tìm đối tượng. Vì thế chiếc vòng tay này chỉ có thể nói là Yến Nhi tặng cho cô ấy. Tình yêu đích thực của cố tổng. Đúng đúng đúng, Hạ Quyến Tinh. Bảo bối gia truyền đều tặng rồi, chắc chắn luôn rồi. Không thể nào. Con chính là người phụ nữ mà cố Yến nhận định đúng không? Con tên là gì? Không phải con trai bác tặng cho con. Cố Nghiên, em bị anh hại chết rồi. Sao con không nói gì? Bà xinh đẹp, mẹ tên là Hạ Quyển Tinh. Nhóc con ở đâu ra thế này? Lão phu nhân, đây là con của cố tổng và Hạ Quyển Tinh. Con cũng đã có rồi, tiểu tử thối đó. Bà là bà nội. Con chào bà nội. Con tên là gì? Xong rồi. Con tên là gì? Con tên Lạc Lạc. Lạc trong vui vẻ. Lạc Lạc thật ngoan. Giờ chơi lớn như vậy phải kết thúc thế nào đây? Mẹ của cố tổng cũng nhận ra người thân rồi. Vậy Hạ Quyển Tinh không sớm thì muộn cũng sẽ được gả vào nhà giàu. Sau này Hạ Quyển Tinh chính là nữ chủ nhân của Thịnh Thế. Đúng nghĩa mẹ quý vợ con. Bác gái, Giao Giao, Yến Nhi không thích con. Hôn sự của nó do nó quyết định. Bác cũng đã hết cách rồi. Cố Yến chỉ bị người phụ nữ này mê hoặc. Cháu bác cũng lớn vậy rồi, sao có thể nói Yến Nhi nhất thời hồ đồ chứ? Cố Yến từ trước đến đây chưa một lần đưa cô ấy về gặp bác, cũng chưa từng nói muốn kết hôn với cô ấy. Cũng thật kỳ lạ, chứng tỏ cô Yến căn bản không yêu cô ta, cũng không thừa nhận đứa con này. Nó đem vòng tay gia truyền đưa cho Quyển Tinh rồi. Vòng tay? Tôi biết rồi, chiếc vòng này không phải cố Yến tặng. Lão phu nhân cũng nói rồi, chiếc vòng này hiện tại là do cố tổng bảo quản. Đúng đấy, cũng không thể để Hạ Quyển Tinh đến cố gia trộm được. Chiếc vòng này chính là do cô ta trộm được. Giao Giao, câu này không thể nói bừa được. Hạ Quyển Tinh, hôm qua cô đến nhà cố Yến làm gì?
Hôm qua cô đến nhà cố Yến làm gì? Trợ lý Cao bảo tôi đi đưa đồ hộ. Đi cũng không có nghĩa là ăn trộm. Hôm qua tôi thấy cô ta lén la lén lút. Hôm nay dòng tay đột nhiên xuất hiện trên tay của cô ta. Thì ra cô ấy là kẻ trộm. Cô ấy không phải là người phụ nữ của cố tổng sao? Tại sao lại phải trộm? Trộm vòng tay của tổ tiên cố gia. Đó chắc chắn là để ép hôn. Mẹ tôi không phải là kẻ trộm. Lạc Lạc, mẹ xin lỗi, mẹ làm cho con thất vọng rồi. Mặc dù không phải cố ý, nhưng vòng tay thực sự là do mẹ và ba con trộm. Cô có biết là cô Yến ghét nhất người ép anh ấy hay không? Cô trộm vòng tay để ép hôn, nó sẽ chỉ làm cho anh ấy chán ghét cô. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Có trộm hay không, đợi Yến Nhi tới rồi hẳn kết luận. Mình phải chuồn trước khi cố tổng đến. Lạc Lạc, có phải con muốn đi vệ sinh không? Con muốn đi tè. Tôi đưa thằng bé vào nhà vệ sinh đã. Mọi người cứ nói chuyện đi. Đứng lại, cố tổng luôn rất đúng giờ. Chúng ta đợi một chút nữa, ngày ấy sẽ đến ngay, sẽ đến ngay. Thằng nhóc, nó không chịu nổi đâu. Tôi đi một chút. Con muốn đi tè. Nhà vệ sinh bên trong, cô ra ngoài làm gì? Cô không phải muốn chạy trốn đấy chứ? Quái sao phải chạy trốn chứ? Tôi vừa nghĩ có gì đó không đúng. Nếu cô là người phụ nữ của cố Yến, không phải cô nên đi với anh ấy hay sao? Đó là gì? Đó là gì cô đang giả mạo? Giả mạo cái gì? Tất cả chúng ta đều bị cô ta lừa. Hình ảnh lan truyền trong công ty. Cô ta biết cố Yến ở bên ngoài có người phụ nữ và đứa con. Nếu như cô ấy mang theo con trai của mình để mạo danh thân phận của người phụ nữ và đứa bé. Lừa bịp, hóa ra đều là lừa bịp. Cô ta là giả mạo. Xong rồi, đều bị cô ta đoán trúng rồi. Tại sao cô ấy phải làm như thế chứ? Tất cả là vì hư vinh. Cô ta là một bà mẹ đơn thân, cuộc sống hàng ngày rất khó khăn, thấp kém như con kiến. Không dễ dàng mới có cơ hội tốt như vậy, trở thành tâm điểm. Sao cô ta có thể bỏ qua chứ? Đúng, nhất định là như thế. Tôi không có. Người phụ nữ này không phải bị người ta bỏ rơi mà bị ảo tưởng chứ? Ảo tưởng chính mình là người phụ nữ của cố tổng. Con trai chính là tiểu thiếu gia của cố tổng. Các người nói bậy, ba con không bỏ rơi con vào quyển tinh. Lạc Lạc, ba của con tên gì vậy? Tên là Cố Nghiên. Bé tí tuổi đã học cách nói dối. Con không nói dối. Ba tên là Cố Nghiên. Cố trong chiếu cố, Nghiên trong bút mặt chỉ Nghiên. Cố Nghiên này không phải Cố Yến. Hạ quyển tinh, xem ra cô luôn nói dối à? Thật nực cười. Tưởng tượng người đàn ông của mình cùng tên với cố tổng, liền nghĩ chính mình là phu nhân tổng giám đốc. Cố Nghiên, ai tin chứ? Có đối tượng rồi còn giả làm người của chủ tịch. Cô ghét người đàn ông của mình đến mức nào? Không biết xấu hổ còn mang theo con trai cùng đi lừa gạt. Hạ Quyển Tinh, mau đổi tên cho thằng chồng rác rưởi của cô đi. Cùng tên với cố Yến, thật xui xẻo. Tiểu Cao, lái xe. Sau tối nay, anh không còn là Cố Nghiên nữa. Anh sẽ trở lại thân phận thật sự để yêu em, bảo vệ em. Quyển Tinh, đợi anh. Anh ta không phải đồ bỏ đi. Tại sao anh ta lại để cho mẹ con hai người đến đây lừa gạt? Anh ấy không biết chuyện này. Vậy là cô không biết xấu hổ. Tôi thừa nhận tôi không phải người phụ nữ của cố tổng. Hôm nay tất cả đều do tôi tự biên tự diễn. Nực cười. Tôi coi cô là đối thủ, nhưng trên thực tế cô chẳng là gì cả. Cô bớt ngạo mạn đi. Tôi không giàu bằng cô, nhưng tôi có người yêu và con trai. Tôi biết ý nghĩa của gia đình. Vợ và con của cố tổng là ai tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy anh ta nên làm tròn bổn phận của một người chồng. Phải yêu thương họ, chăm sóc cho họ. Đứa bé lớn lên bên cạnh cô ta là cô ta tự mình muốn sinh ra. Dựa vào cái gì mà trách cố Yến? Đứa bé nói sinh thì bản thân liền có thể sinh ra sao? Chẳng lẽ đàn ông xách quần lên thì có thể không nhận người sao? Cô nói bậy. Nguyễn Tinh nói rất đúng. Bây giờ con cũng có rồi, Yến Nhi phải có trách nhiệm với mẹ con họ. Các người ai có ảnh của mẹ con họ? Tôi muốn xem con dâu với cháu trai của tôi. Bác gái. Tôi có. Ngài xem. Đây không phải là bức ảnh của ngày hội gia đình hôm đó sao? Ba, Nguyễn Tinh còn có con nữa. Người phụ nữ hay đứa bé nào chứ? Tất cả đều phải nhường chỗ cho Khương Giao tôi. Đừng hét nữa. Đó không phải ba của con, đó chính là ba. Có người mẹ như nào thì đứa con cũng sẽ như vậy. Bé tuổi đã học cách nói dối, lớn lên rồi chắc dám giết người phóng hỏa quá. Con không lừa ai hết, đó chính là ba. Ba ba. Ồn chết được. Bao đưa con trai của cô ra khỏi đây đi. Nguyễn Tinh, mẹ không sao chứ? Cô muốn làm gì? Người đàn ông của tôi từng nói, nếu bị bắt nạt thì phải đáp trả lại. Cô dám? Cô
và thằng chồng rác rưởi của cô nữa. Tôi sẽ không tha cho hai người đâu. Có chuyện gì thì cứ nhầm vào tôi. Cô là cái thái gì chứ? Anh xin lỗi, anh tới muộn rồi. Cố Nghiên, sao anh lại ở đây? Anh không phải đến tìm em và Lạc Lạc sao? Lớn chuyện rồi, mau đi thôi, mau đi thôi. Bỏ cô Yến ra. Tôi nói cho cô nghe, việc này không liên quan tới anh đấy. Việc này rất có liên quan tới anh. Không liên quan, mau đi thôi. Con trai. Ba. Cố tổng, họ là... Con trai, có chuyện gì vậy? Giới thiệu với mọi người, Hạ Nguyễn Tinh là vợ của Cố Yến tôi, còn Lạc Lạc là con trai ruột của tôi. Vậy là Hạ Nguyễn Tinh không nói dối, thằng bé cũng không nói dối. Anh chính là người đàn ông mà cô ta nói. Vậy cô Khương là gì? Không phải là bia đỡ đạn chứ? Tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Anh đừng như vậy. Anh là Cố Yến. Có còn là Cố Nghiên của em không? Đương nhiên, chỉ là Yến của Yến hội. Vậy nên em chính là người phụ nữ của Cố tổng mà họ nhắc tới sao? Lạc Lạc chính là con của Cố tổng. Đúng. Anh vẫn luôn lừa em. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn cho em một bất ngờ. Nguyễn Tinh, em đừng như thế. Nguyễn Tinh, anh sai rồi. Nguyễn Tinh, mẹ đừng khóc. Mẹ không có khóc, mẹ là đang rất vui. Em không có nằm mơ chứ? Chồng của em là một tỷ phú. Là thật đấy. Cô Yến, em về rồi đây. Anh đừng để ý đến hoa cỏ ngoài kia, được chứ? Sau này chỉ có hai chúng ta. Tôi cảnh cáo cô, Khương Giao, sau này đừng làm phiền tôi nữa. Người phụ nữ hợp nhất với anh là em. Hơn nữa, anh đối với cô ta căn bản không có nghiêm túc. Anh không có ý định đưa họ vào Cố gia. Yến Nhi, rốt cuộc con muốn như thế nào? Mẹ, tối nay con muốn cầu hôn. 5 năm rồi. 5 năm này vất vả cho em rồi. Sau này hãy để anh đến bảo vệ em và Lạc Lạc. Tốt quá rồi. Hạ Nguyễn Tinh, em có đồng ý gả cho anh không? Con đồng ý. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Gả cho anh ấy, gả cho anh ấy. Gả cho anh ấy. Em đồng. Lại nữa. Dương phu nhân, có người tố cáo anh quấy rối tại nơi làm việc. Hãy đi với chúng tôi một chuyến. Nhận nhầm người rồi. Nhận nhầm người rồi. Lão già này xứng đáng. Hả lòng hả dạ. Tốt rồi, tốt rồi. Hai cậu tiếp tục đi. Nguyễn Tinh, Nguyễn Tinh, em vẫn ổn chứ? Em tưởng giống như 5 năm trước, dọa chết em rồi. Vậy em hãy nhanh chóng đồng ý gả cho anh đi, để những hồi ức đẹp che đi những hồi ức xấu. Nhanh lên mẹ. Con gọi mẹ là gì? Mẹ. Mẹ nhanh đồng ý ba đi. Nhanh lên, đừng để con trai chúng ta chờ đợi. Vậy em đồng ý với anh.